Tu chân Liêu Thiên Quần, Tống Thư Hàng, chuyện cân vớt. Chương 1241, không tin, ta thay cái hào nói chuyện cùng ngươi. Cái này mấy ngày kiếp tiên cuộc chiến bên trong, sợ các chủ lấy chống đỡ một chút bốn. Nàng mở ra, nhân gian hung khí, hình thức, tóc dài bay múa, tóc dài biện sao cột pháp khí thi triển dương công phạt sát chiêu. Đối diện tứ đại thú tu kiếp tiên hợp lực, đều ở vào hạ phong, trong lúc mơ hồ bị sợ các chủ áp chế. Trên người bọn họ kiếp tiên chi huyết không ngừng nhỏ xuống, có tiên huyết xé rách không gian, tiêu tán ở không gian loạn tầng. Cũng có nhỏ tại phía dưới bích thủy các bên trong, mỗi một giọt tiên huyết đều có thể so với thiên thạch rơi đập, cho bích thủy các kiến trúc mang đến tai nạn tính phá hư. Mà sở các chủ, càng đánh càng hăng, trên mặt nàng từ đầu tới cuối duy trì lấy bình tĩnh mỉm cười. Nếu như chiến cuộc không phát sinh vấn đề, nhiều nhất một hai ngày thời gian, sở các chủ ắt có niềm tin đem tứ đại thú tu kiếp tiên đánh lui. Thậm chí để cho nàng nắm lấy cơ hội, nói không chừng còn có thể đánh giết trong đó một, hai tôn kiếp tiên, để chúng nó hoàn toàn chết đi. Chỉ là, ngoài ý muốn nổi lên. Lại có hai tôn thú tu kiếp tiên đột phá không gian mà đến, gia nhập chiến cuộc. Hổ văn kiếp tiên, ưng dực kiếp tiên, độc giác kiếp tiên, sừng châu kiếp tiên, tứ đại thú tu kiếp tiên thấy thế, tinh thần chấn động. Trong đó am hiểu nhất, không gian thao túng, độc giác kiếp tiên cười ha ha một tiếng. Hắn lui ra phía sau một bước thi triển bí pháp, phong tỏa toàn bộ bích thủy các không gian. Đây là đoạn tuyệt sở các chủ dùng, không gian lực lượng, bỏ chạy đường lui. Bọn hắn hành động lần này, một hơi xuất động 6 tôn kiếp tiên, đây là hạ quyết tâm muốn dồn phục sở các chủ. Đồng thời, 6 tôn kiếp tiên cũng là bọn hắn bây giờ có thể xuất động tất cả kiếp tiên cấp chiến lực. Thú tu kiếp tiên nhóm không có muốn giết chết sở các chủ ý tứ, ở tại bọn hắn triệt để khống chế, bích thủy các, trước đó. Bọn hắn còn cần sở các chủ để duy trì lấy bích thủy các. Cho nên, kết quả tốt nhất là đưa nàng phong ấn, trong thời gian ngắn để cho nàng sung làm bích thủy các hình người nguồn năng lượng. Mới tới hai vị kiếp tiên, trên người khí thế so với phổ thông kiếp tiên muốn mạnh hơn một bậc, trong lúc mơ hồ có thể cùng sở các chủ chống lại. Cái này hai tôn thú tu kiếp tiên, cũng là lục lọi ra bản thân, đạo kém một bước liền có thể bước ra bản thân, đạo tấn thăng trường sinh giả tồn tại. Bên trái vị kia thân có vảy rồng thú tu kiếp tiên, chỉ là đứng ở nơi đó bất động, hư không liền phảng phất muốn hướng hắn sụt. Thân thể của hắn phảng phất như là một cái lỗ đen, muốn đem chung quanh tất cả mọi thứ vật chất, năng lượng thôn phệ. Phía bên phải vị kia thì không có cố định thân hình, hắn phảng phất như là một đám chất lỏng, phảng phất như là bị hóa lỏng Tống Thư Hàng. Bất quá trên thân thể của nó, không ngừng bồng bềnh ra màu tím đen khí thể, đó là kịch độc khí tức. Hai tôn mới xuất hiện thú tiên kiếp tiên sau khi xuất hiện, tấn công về phía sở các chủ. Chất lỏng kiếp tiên đối sở các chủ phun ra một thanh sương mù. Cái kia sương mù trực tiếp vượt qua không gian, xuất hiện tại sở các chủ bên người, đưa nàng vây quanh. Đây là liền kiếp tiên cũng không chịu nổi kịch độc, bên trong ẩn chứa chất lỏng kiếp tiên, đạo kịch độc chi đạo hình thức ban đầu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sở các chủ muốn tránh né. Nhưng nàng bên người bốn tôn kiếp tiên quấn đi lên, không cho nàng cơ hội tránh né. Kịch độc chi sương mù đem sở các chủ cùng tứ đại thú tu kiếp tiên bao khỏa. Thú tu kiếp tiên hồn nhiên không sợ, thân là đã ngưng tụ ra, đạo, hình thức ban đầu tồn tại, chất lỏng kiếp tiên kịch độc đương nhiên sẽ không làm bị thương người một nhà. Khụ khụ, sở các chủ sặc mấy tiếng, sắc mặt biến khó nhìn lên. Sương độc này trực tiếp phá vỡ nàng mấy tầng phòng ngự, ảnh hưởng nàng bản thể. Sở các chủ đưa tay bấm một cái pháp ấn, thể nội tiên năng bộc phát. Một cái pháp thuật vòng từ trên người nàng nổ tung, trong pháp thuật ẩn chứa hàn băng chi lực cùng cuồng bạo không gian chi lực. Bao quanh nàng tứ đại kiếp tiên bị pháp thuật này vòng cưỡng ép bách khai, liên tiếp lui về phía sau. Bọn hắn quanh thân không gian không ngừng vỡ nát, để bọn hắn trong thời gian ngắn không cách nào lại hình thành vây kín. Tứ đại kiếp tiên trong lòng phun lên một loại cảm giác bất lực, sở các chủ đối mặt bọn hắn lúc. Có nghiền ép thực lực sai biệt. Mà nắm lấy như thế trong nháy mắt, sở các chủ thân hình hướng về phía trước vội sông mà đi, trong nháy mắt xuất hiện tại chất lỏng kiếp tiên bên người. Tóc nàng thượng pháp khí cùng giữa hai tay lợi kiếm đột nhiên bộc phát, công kích như mưa to gió lớn đánh úp về phía chất lỏng kiếp tiên. Hàn băng, không gian, huyền thủy các loại phương thức công kích, cao độ ngưng tụ, chạm tại trên người đối phương. Chất lỏng kiếp tiên thân thể bị chém thành mảnh vỡ, bọt nước vẩy ra. Có bộ phận thân thể bị băng thành vụn băng, có thân thể bị thả vào đến không gian loạn tầng bên trong, có
có thân thể bị huyền thủy đồng hóa. Nhưng là, tại Sở Các Chủ kết thúc công kích thời điểm, những cái kia vụn băng, huyền thủy còn có bị thả vào đến không gian loạn lưu thân thể lại tại một vị khác long kình kiếp tiên phía sau ngưng tụ, một lần nữa ngưng tụ làm chất lỏng kiếp tiên. Ngoại trừ thân thể rút nhỏ một vòng bên ngoài, hắn cũng không lo ngại. Ôi nha, thật là đáng sợ công kích, cảm giác suýt chút nữa thì chết đồng dạng. Chất lỏng kiếp tiên phát ra tiện tiện tiếng cười, nhưng là, Sở đạo hữu ngươi trực tiếp tấn công chính diện thân thể của ta, thật sự không có vấn đề sao? Ta thế nhưng là, kịch độc hóa thân đây này. Hắn vừa dứt lời, Sở Các Chủ thân hình hư nhược hướng phía dưới ngã đi, không cách nào lại duy trì đạp không mà đi tư thế, trực tiếp hướng mặt đất đập tới. Tại ngươi công kích thân thể ta thời điểm, theo thân thể ta không ngừng bị ngươi chém vỡ, ta hết thảy cho ngươi đưa lên 1.24 một loại kịch độc. Hy vọng ngươi có thể ưa thích chất lỏng kiếp tiên ngưng tụ ra hình người, hóa thành một cái người mặc áo đuôi tôm nam tử, hắn cởi trên đầu mũ, đối Sở Các Chủ đi cái thân sĩ lễ. Sở Các Chủ thân hình rơi vào một nửa lúc, thật vất vả mới đứng vững. Nàng chậm rãi rơi xuống đất, hai tay chống kiếm, nhìn chằm chằm cái kia chất lỏng kiếp tiên. Lên đi, nàng hiện tại ở vào suy yếu nhất trạng thái. Chất lỏng kiếp tiên dứt lời, bấm một cái pháp ấn. Sở Các Chủ trên người không ngừng có các loại tím sậm, đen kịt, u lục nhan sắc hiển hiện. Là trong cơ thể nàng kịch độc, bị chất lỏng kiếp tiên sử dụng pháp thuật kích hoạt thôi phát. Xuyên thấu qua, công đức chi nhãn, thấy cảnh này, Tống Thư Hàng trong lòng có chút lo lắng. Hiện tại vẫn chỉ là chất lỏng kiếp tiên xuất thủ, tôn này vảy rồng kiếp tiên hiện tại cũng vẫn chỉ là đứng yên vào hư không, không có phát động công kích. Sở Các Chủ trúng độc, rơi vào hạ phong. Lúc này còn không rời đi, Sở Các Chủ đến cùng có kế hoạch gì? Tống Thư Hàng ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Trong hình ảnh, theo chất lỏng kiếp tiên kịch độc pháp thuật kích hoạt, tứ đại kiếp tiên sông mở bên cạnh mình vỡ nát tầng không gian trói buộc, riêng phần mình tế ra sát chiêu, hướng phía Sở Các Chủ rơi xuống. Chỉ là kịch độc mà thôi, Sở Các Chủ thản nhiên nói. Theo nàng vừa dứt lời, trong cơ thể nàng tất cả độc tố toàn bộ bị bài xích đi ra, kịch độc toàn bộ ngưng tụ nàng trên lưỡi kiếm. Trong hư không cái kia chất lỏng kiếp tiên biến sắc, tứ đại thú tu kiếp tiên thân hình cũng có chút dừng lại. Ta Bích Thủy Các, không sợ nhất chính là độc, Sở Các Chủ trên mặt một lần nữa hiển hiện bình tĩnh tiếu dung, nàng huy động kiếm hoàn. Kiếm khí cùng cái kia 1.24 một loại kịch độc phản hướng phía cái kia 4 vị thú tu kiếp tiên chém tới. Chất lỏng kiếp tiên cắn răng, tránh đi, những này kịch độc. Không hề bị ta khống chế. Ta tới đi, lúc này, vảy rồng kiếp tiên trầm giọng nói. Hắn tiến lên trước một bước, trong hư không hết thảy đều hướng hắn đổ sụp. Bước ra một bước, thân thể của hắn đã xuyên qua không gian, ngăn tại Sở Các Chủ kiếm khí trước mặt. Kịch độc cùng kiếm khí chém tới hắn trước mặt. Nhưng vảy rồng kiếp tiên bình tĩnh như trước mà đứng, không có ngăn cản, cũng không có công kích. Kiếm khí cùng kịch độc tại gần sát thân thể của hắn thời điểm, đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. Cuối cùng, phảng phất bị lỗ đen thôn phệ, biến mất không thấy gì nữa. Thôn phệ chi đạo hình thức ban đầu, Sở Các Chủ trụ kiếm mà đứng. Thật dài tóc đen theo gió bay múa. Tóc dài so với nàng thân thể còn muốn mọc tốt mấy lần, như là màu đen áo choàng lớn, tung bay ở sau lưng nàng. Đúng, vảy rồng kiếp tiên tích chữ như vàng. Người dã tâm ngược lại lớn, nhưng đầu này, đạo, từ xưa đến nay, không ai thành công qua. Sở Các Chủ lúc này cũng không hoảng hốt lấy tiến công, ngược lại trụ kiếm nói chuyện phiếm. Ta sẽ thành công, vảy rồng kiếp tiên mang trên mặt vẻ tự tin. Sở Các Chủ cười ha ha, mỗi một cái bước ra con đường này người, đều là nói như vậy. Nhưng bọn hắn về sau đều đã chết. Thôn phệ vạn vật chi đạo, đầu này con đường trường sinh, không có điểm cuối cùng. Nhiều lời vô ích, người còn chuẩn bị ngoan cố chống lại đến cùng sao. Chất lỏng kiếp tiên cười quái dị nói. Sáu đại kiếp tiên, hiện lên vòng hình dáng đem Sở Các Chủ vây quanh. Nơi xa, còn có vị kia độc giác tôn giả mang theo một đám ngũ phẩm, lục phẩm thú tu. Đang bận bịu bố trí một số phù văn trận pháp, triệt để phong tỏa Bích Thủy Các. Vảy rồng kiếp tiên, người đã trốn không thoát, thúc thủ chịu trói đi. Dạng này, chúng ta còn có thể cho ngươi một con đường sống. Chúng ta cũng không phải là thị sát hạng người. Sở Các Chủ, ha ha. Xem ra, Sở đạo hữu là chuẩn bị ngoan cố chống lại đến cùng. Chất lỏng kiếp tiên nhếch miệng lên, lần này sẽ không lại cho ngươi cơ hội, thời gian đã kéo đủ lâu, không cần lãng phí thời gian. Vảy rồng kiếp tiên, công kích của nàng, ta hội toàn bộ ngăn lại. Cứ việc ra tay đi.
chất lỏng kiếp tiên, lấy một chọi sáu, nàng không có cơ hội. Ha 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 ha, lúc này, Sở Các Chủ đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Mặc dù là phóng khoáng cười to, nhưng ở trên người nàng nhưng cố xuất hiện không nói ra được vũ mị cảm giác. Nói cho các người biết hai một bí mật, kỳ thật, toàn bộ Bích Thủy các người hiện tại cũng là ta Tiểu Hào. Ta nói là tất cả mọi người. Không tin, ta dùng một cái khác hào cùng các ngươi hai tâm sự. Sở Các Chủ đối chất lỏng kiếp tiên cùng vảy rồng kiếp tiên nháy nháy mắt. Nàng cái này chớp mắt, manh phạm quy. Vảy rồng kiếp tiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chất lỏng kiếp tiên, không biết người tại hồ ngôn loạn ngữ cái gì, bất quá ương ngạnh chống cự, sẽ chỉ tăng thêm chính người thống khổ, sẽ còn để người trọng yếu nhất Bích Thủy Các nhận càng lớn phá hư. Đối với những này thú tu kiếp tiên tới nói, nửa câu sau mới là trọng yếu nhất. Bọn hắn hy vọng có thể tận lực đạt được một cái hoàn thiện Bích Thủy Các. Mà không phải một cái tại kiếp tiên chiến bên trong bị hủy thành phế tích Bích Thủy Các. Cho nên, tiếp xuống liền xem như Bích Thủy Các bị hủy, cũng đừng hối hận a. Chất lòng kiếp tiên cười ha ha, câu câu đâm tâm. Bích Thủy Các là Sở Các Chủ trọng yếu nhất chi vật, cứ như vậy, chiến đấu kế tiếp bên trong nàng nhất định sẽ bó tay bó chân. Nhưng ngay tại chất lòng kiếp tiên vừa dứt lời thời điểm. Ở bên cạnh hắn, vị kia sừng châu thú tu kiếp tiên đột nhiên nói, hắc hắc hắc. Nói cho các người biết hai một bí mật. Kỳ thật, toàn bộ Bích Thủy các người hiện tại cũng là ta Tiểu Hào. Ta nói là tất cả mọi người. Không tin, ta dùng một cái khác hào cùng các ngươi hai tâm sự. Vảy rồng kiếp tiên. Chất lỏng kiếp tiên. Đồng thời, hổ văn thú tu kiếp tiên đồng dạng cười hắc hắc, nói cho các người biết hai một bí mật. Kỳ thật, toàn bộ Bích Thủy các người hiện tại cũng là ta Tiểu Hào. Ta nói là tất cả mọi người. Không tin. Ta dùng một cái khác hào cùng các ngươi hai tâm sự. Tiếp theo là vị kia độc giác kiếp tiên, đồng dạng cười hắc hắc, lặp lại phía trên một đoạn này lời nói. Ưng Dực thú tu kiếp tiên đồng dạng đuổi theo lặp lại. Chương 1242, đến a đánh chết ta à. Không chỉ có là bốn vị này thú tu kiếp tiên, còn có nơi xa cái kia độc giác tôn giả dẫn đầu năm, sáu phẩm thành viên, đồng dạng xoay người lại, cười hắc hắc, dùng chỉnh tề thanh âm đem phía trên lời nói thuật lại một lần. Thanh âm lão chỉnh tề, lộ vẻ rất có khí thế. Đồng thời, nguyên bản cùng một chỗ vây quanh Sở Các Chủ tứ đại thú tu kiếp tiên, toàn bộ thay đổi tới, ngược lại đem chất lỏng kiếp tiên cùng vảy rồng kiếp tiên vây quanh. Ngươi đối bọn hắn làm cái gì? Chất lỏng kiếp tiên sắc mặt âm trầm xuống. Vảy rồng kiếp tiên sắc mặt cũng trở nên khó nhìn lên, không cách nào lại bảo trì chấn định. Nhiệm vụ của bọn hắn là thu hồi, nguyên sơ thiên đình, nhưng không nghĩ tới Bích Thủy Các vậy mà lại quỷ dị như vậy. Sở Các Chủ mặt lộ vẻ giễu cợt, a a a a. A a a a, tứ đại kiếp tiên thú tu cười theo. A a a a, nơi xa độc giác tôn giả cùng một đám năm sáu phẩm cấp dưới dùng đồng dạng âm điệu phát ra giễu cợt. Sở Các Chủ tóc dài bay múa, chậm rãi nói, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi nhóm bốn cái kiếp tiên đồng bạn giao chiến lâu như vậy, là vì cái gì? Các ngươi cảm giác dựa vào bốn người bọn họ, có thể ngăn cản ta lâu như vậy, một mực kéo tới các ngươi tới sao? Ưng Dực kiếp tiên tiếp lời nói, sở dĩ kéo lấy chiến mấy ngày mấy đêm, chờ chính là giờ khắc này. Độc giác kiếp tiên, tất cả tiến vào Bích Thủy các người, chỉ cần ta nguyện ý, đều sẽ trở thành một bộ phận của thân thể ta. Sừng Châu kiếp tiên, đây chính là đạo của ta. Hổ Văn kiếp tiên, hiện tại, là năm đánh hai, tới đi, nhìn hươu chết vào tay ai. Vọng Thiên, Sở Các Chủ chiêu này đơn giản tuấn ngây người. Xuyên thấu qua, công đức chi nhãn, chú ý Bích Thủy các chiến đấu Tống Thư Hàng, đều bị Sở Các Chủ thủ đoạn giật nảy mình. Đây chính là, viễn cổ thiên đình, thiên đế chi đạo. Sở Các Chủ hiện tại tự thân cũng còn chỉ là kiếp tiên cảnh giới, còn không có triệt để bước ra chính mình đạo, loại tình huống này lại còn có thể lặng yên vô tức đem bốn tôn kiếp tiên khống chế. Cái kia năm đó có không kém gì Nho Gia thánh nhân thực lực, thiên đế, hoàn thiện tự thân, đạo, phía sau lại hội cường đại đến trình độ nào. Trong lúc suy tư, Bích Thủy các bên trong đại chiến tái khởi. Tứ đại kiếp tiên thú tu quay người hướng phía chất lỏng kiếp tiên cùng vảy rồng kiếp tiên tiến công. Sừng Châu kiếp tiên trong tay chẳng biết lúc nào thêm ra một cây lang nha bổng, cái đồ chơi này dài đến 10 mét, quả thực là căn mọc đầy gai cây cột. Giống, Sừng Châu kiếp tiên huy động lang nha bổng, quét ngang chất lỏng kiếp tiên. Một gậy này huy động thời khắc, vạn vật kết thúc. Tất cả ngăn tại lang nha bổng trước sự vật. Đều muốn bị vỡ nát. Đây là Sừng Châu kiếp tiên một kích toàn lực, liền xem như chất lỏng kiếp tiên cũng không dám cứng rắn chống đỡ.
vảy rồng kiếp tiên di động một bước, lần nữa ngăn tại chất lỏng kiếp tiên trước mặt, hắn phất tay thành đao, chém về phía Lang Nha Bổng. Oanh! Cổ tay chặt cùng Lang Nha Bổng chạm vào nhau, không gian không ngừng vỡ nát, vặn vẹo. Song phương tiên năng va chạm, sinh ra cùng loại phóng xạ nguy hại dư ba. Thấp hơn thất phẩm tu sĩ, chỉ cần thấy được cả hai giao chiến hình ảnh, liền sẽ tinh thần bị thương. Cánh tay cùng to lớn Lang Nha Bổng bất phân thắng bại. Sừng châu kiếp tiên bắp thịt cả người hở ra, thân hình phồng lớn, trong miệng phát ra như dã thú gầm rú, giống ô. Đoạn, lúc này, vảy rồng kiếp tiên trầm giọng nói. Trầm muộn nứt gãy tiếng vang lên. Sừng châu kiếp tiên trong tay Lang Nha Bổng bị từ đó chặt đứt. Vảy rồng kiếp tiên cách không một trường vỗ ra, trường lực đập vào sừng châu kiếp tiên ngực. Bò, sừng châu kiếp tiên một trận kêu thảm, bị đánh bay ra ngoài. Song phương mặc dù cùng là kiếp tiên, nhưng thực lực sai biệt phảng phất như là vô danh sườn núi nhỏ cùng Everest ở giữa khác nhau. Đồng dạng là núi, cao thấp chênh lệch lại giai đoạn gay gắt nhất của bệnh cách xa. Thôn phệ chi đạo quả nhiên lợi hại, thực lực của ngươi thắng qua cái này man nghiêu quá nhiều, chỉ so với ta kém một chút. Đáng tiếc, nếu như ngươi vừa rồi một trưởng này lại dùng lực một điểm, trực tiếp liền có thể đem đầu này man nghiêu đánh cho tàn phế, để hắn mất đi sức chiến đấu. Nhưng là, ngươi mềm lòng. Sở các chủ cười ha hả nói. Vảy rồng kiếp tiên khóe mặt giật một cái. Bị đánh bay sừng châu kiếp tiên trên mặt đất lộn một vòng, từ dưới đất bò dậy, phủi bụi trên người một cái, đáng tiếc, nếu như ngươi một trưởng này lại dùng lực một điểm, ta liền phế đi. Nhưng là ngươi mềm lòng. Dứt lời, hắn đem gãy mất Lang Nha Bổng ném qua một bên, lại lần nữa móc ra một cây càng thô dài hơn Lang Nha Bổng, một cái tay khác vỗ lồng ngực của mình, làm người, liền muốn đối với mình hung ác một điểm. Đến a, lại đến đánh ta a, có loại đem ta đánh chết a. Ưng Dực kiếp tiên, đến a, đến đánh ta a, nhược điểm của ta hai người các ngươi đều biết, hướng về phía nhược điểm của ta đến chào hỏi. Độc Giác kiếp tiên, chỉ cần đánh không chết ta, ta liền muốn đánh chết các ngươi hai cái. Hổ Văn kiếp tiên, hống hống hống. Tiện nhân, chất lỏng kiếp tiên cắn răng nói. Sở các chủ cười, cười đặc biệt ngọt. Vảy rồng kiếp tiên, bốn người bọn họ ngăn không được ta. Chỉ cần trước đem ngươi chế phục, bốn người bọn họ liền có thể thoát khỏi khống chế của ngươi. Sở các chủ không sợ chút nào, ngược lại hướng hắn vẫy vẫy tay, đến a, ta đứng đấy bất động chờ ngươi tới. Ta nếu là động một cái, chính là mụ mụ ngươi. Gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Một mực cùng Tống Đầu Gỗ duy trì hảo hữu quan hệ Sở các chủ, tại một số phương diện khó tránh khỏi lại nhận Tống Đầu Gỗ ảnh hưởng. Đang khi nói chuyện, một mực trốn ở vảy rồng kiếp tiên sau lưng chất lỏng kiếp tiên tan biến tại nguyên địa. Sau một khắc, hắn vô thanh vô tức từ Sở các chủ sau lưng khắp mặt đất chui ra. Tay phải hắn hóa thành ống kim, mãnh liệt đâm về Sở các chủ. Ống kim thức phương thức công kích, chuyên phá các loại phòng ngự. Đồng thời, còn có thể trong nháy mắt đem kịch độc rót vào địch nhân thể nội. Lần này, hắn đem chính mình mãnh liệt nhất kịch độc rót vào, muốn một hơi đánh ngã Sở các chủ. Xoẹt. Ống kim đâm vào nhục thể thanh âm. Đắc thủ, chất lỏng kiếp tiên thầm nghĩ trong lòng, loại này xúc cảm, không có sai. Theo hắn tâm niệm vừa động, mãnh liệt kịch độc tiêm vào ra ngoài. Kêu thảm đi, Sở tiên tử. Cái này một tề kịch độc, sẽ không lập tức muốn mệnh của ngươi, nhưng lại có thể để ngươi đau đến không muốn sống, muốn sống không được, muốn chết không xong. Bị tiêm vào một ống kịch độc Sở các chủ, ầm vang ngã xuống đất, đau lăn lộn. Nàng há miệng bắt đầu kêu thảm, nhưng là, từ trong miệng nàng phát ra tiếng kêu thảm thiết, lại không phải nữ tử tiếng kêu. Hống 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 một trận như mãnh hổ gào thét tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chất lỏng kiếp tiên trong lòng chợt lạnh, bỗng cảm giác không ổn. A a a a, trong hư không, vị kia, Hổ Văn kiếp tiên, thân hình vặn vẹo biến hóa, cuối cùng hóa thành tóc dài bay lên Sở các chủ. Mà trên mặt đất, lăn lộn đầy đất Sở các chủ đồng dạng vặn vẹo biến hóa. Biến thành hư văn kiếp tiên. Hống 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 chết cũng sẽ không động một cái, động một cái hống 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 ta chính là mụ mụ ngươi hống hống hống. Hư văn kiếp tiên gào thét, kêu thảm, lăn lộn. Trong miệng còn tại tận tụy lặp lại lời kịch. Làm sao có thể, chất lỏng kiếp tiên không dám tin. Hắn nhưng là cửu phẩm kiếp tiên đỉnh phong thực lực, đồng dạng ngưng tụ ra bản thân, đạo, hình thức ban đầu, thực lực sẽ không thua Sở các chủ quá nhiều. Nhưng hắn vậy mà không có khám phá loại này, huyễn thuật, ngược lại đem chính mình đồng bạn Hổ Văn kiếp tiên xem như là Sở các chủ, một châm đâm xuống đều không mang theo do dự.
Đây là cái gì huyễn thuật? Vảy rồng kiếp tiên đồng dạng trầm giọng hỏi, hắn cũng không có khám phá Sở các chủ thật giả. Huyễn thuật, không phải loại đồ vật này a. Sở các chủ duy trì bình tĩnh thiếu dung. Độc giác kiếp tiên tiếp lời nói, bớt nói nhiều lời, ta nhưng không có hướng địch nhân giải thích bản thân pháp thuật nguyên lý thói quen. Ưng Dực kiếp tiên, tới đi, hôm nay hoặc là chúng ta chết ở hai người các ngươi trong tay. Hoặc là các ngươi hai cái chết ở trong tay của chúng ta. Sở các chủ, ta vẫn là câu nói mới vừa rồi kia, đến a, ta đứng đấy bất động chờ các ngươi đến đánh ta. Ta nếu là động một cái, chính là các ngươi mụ mụ. Hống hống hống, các ngươi mụ mụ, hống hống hống, các ngươi mụ mụ. Hổ văn kiếp tiên đau lăn lộn đầy đất, nước mắt nước mũi chảy đầy đất. Nhưng hắn trong miệng còn tại kiên cường lặp lại Sở các chủ. Thảo, chất lỏng kiếp tiên trong lòng biệt khuất đến cực điểm. Bọn hắn dốc toàn lực xuất động, sáu đại kiếp tiên cùng lên, lại còn bị Sở cùng tử đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nhìn qua trên mặt đất không ngừng lăn lộn hổ văn kiếp tiên, chất lỏng kiếp tiên thở dài. Hắn một cái tay khác đồng dạng hóa thành ống kim, đâm về hổ văn kiếp tiên, muốn vì hắn rót vào giải tề. Đương nhiên, hắn sẽ không hoàn toàn giải khai hổ văn kiếp tiên trên người kịch độc. Tại cùng Sở các chủ ở giữa chiến đấu kết thúc trước, hổ văn kiếp tiên tốt nhất bảo trì thoát lực trạng thái, toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát. Xoẹt! Ống kim đâm vào, hổ văn kiếp tiên rốt cục không còn run rẩy lăn lộn. Hắn giống một đầu cá ướp muối đồng dạng, nằm trên mặt đất, không nhúc nhích. Duy nhất có thể di động chính là miệng. Đau quá, đau quá. Ta vừa rồi lăn lộn đầy đất, không thể bảo trì không nhúc nhích. Hống hống hống, cho nên hiện tại, ta là của các ngươi mụ mụ. Hổ văn kiếp tiên một mặt thỏa mãn bộ dáng. Có như vậy trong nháy mắt, chất lỏng kiếp tiên thật sự muốn đem hổ văn kiếp tiên hạ độc chết được rồi. Làm sao bây giờ, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía vảy rồng kiếp tiên. Sự tình phát triển vượt quá dự liệu của bọn hắn. Không ai nghĩ đến Sở các chủ sẽ như thế khó chơi. Hủy bích thủy các, lúc này, vảy rồng kiếp tiên truyền âm nói. Chất lỏng kiếp tiên sững sờ. Chúng ta muốn chỉ là nguyên sơ thiên đình, lưu lại căn cơ liền tốt, nhiều nhất lại bỏ chút thời gian trùng kiến. Đem bích thủy các hủy đi, đây là nàng lực lượng căn nguyên, phá hủy bích thủy các liền có thể phá vỡ nàng đối với chúng ta đồng bạn khống chế. Vảy rồng kiếp tiên tiếp tục nói. Có đạo lý, chất lỏng kiếp tiên trả lời. Sau một khắc, thân thể của hắn lần nữa dung nhập trong đất. Trong cơ thể hắn tiên năng bạo phát, hóa lỏng thân thể không ngừng bành trướng, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, hướng toàn bộ bích thủy các khuếch tán. Trên đường đi, bích thủy các đại địa biến cháy đen, hoa cỏ cây cối héo úa, dòng sông biến ộ uế. Có độc khí từ mặt đất kẽ nứt bên trong phun ra. Trong chớp mắt, phương viên vài dặm bên trong từ trước đó chim hót hoa nở tiên cảnh, hóa thành kịch độc ộ uế địa ngục. Sở các chủ hai tay chống kiếm, một mặt bình tĩnh, chỉ là nụ cười trên mặt thu liễm. Vảy rồng kiếp tiên một mặt lạnh lùng, nhìn qua Sở các chủ, ngươi thua. Chỉ cần chịu hạ quyết tâm, trực tiếp cắt đứt Sở các chủ, căn, phá hư nguyên sơ thiên đình, Sở các chủ thua không nghi ngờ. Sở các chủ nhìn qua bị ô uế bích thủy các, cho tới nay, ta đều trói buộc tại bích thủy các. Từ viễn cổ thời đại bắt đầu đến bây giờ, bích thủy các là tâm ma của ta. Từ tôn giả cảnh giới bắt đầu. Ta mỗi tấn thăng một cảnh giới, liền sẽ gặp gỡ lấy bích thủy các làm chủ đề tâm ma. Cái này tâm ma đối với ta mà nói quá mức cường đại, chỉ cần ta lưu tại bích thủy các một ngày, ta liền vĩnh viễn không cách nào chiến thắng hắn. Nhưng là, tại không cách nào chiến thắng tâm ma trạng thái dưới, nhưng ta vẫn còn tấn cấp. Vảy rồng kiếp tiên trong lòng, đột nhiên phun lên một loại bất an cảm giác. Chương 1243, bá tống tiền bối muốn ăn đường sao? Tâm ma kiếp không có tu sĩ sẽ thích. Liền xem như đạo tâm vô cùng cường đại người, cũng chỉ có mềm yếu thời điểm. Tu sĩ thọ nguyên dài dằng dặc, sống lâu, trong lòng rất có thể sẽ xuất hiện tự thân đều không có phát giác lỗ thủng. Mà tâm ma am hiểu nhất bắt lấy những này lỗ thủng, sơ ý một chút, liền sẽ để tu sĩ tâm hỏa đốt cháy, thần hình câu diệt, đáng ghét nhất. Vảy rồng kiếp tiên còn là lần đầu tiên nghe được có người không độ được tâm ma, còn có thể tấn cấp. Cái này hoàn toàn không tu chân. Ngươi đoán xem, đã ta hoàn toàn không cách nào vượt qua tâm ma, cái kia cuối cùng, ta cái kia đáng sợ tâm ma đi nơi nào sao? Sở các chủ bình tĩnh nói. Vảy rồng kiếp tiên khóe mặt giật một cái, nhìn qua phía dưới, bích thủy các. Ha 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 ha, Sở các chủ cười vui vẻ, sau đó lắc đầu, ta không nói cho ngươi, chính ngươi hảo hảo đoán đi.
nàng không có kịch thấu bản thân kỹ năng, năng lực, thân phận bối cảnh loại hình thói quen. Mà lại, nhìn thấy địch nhân một mặt mộng bức đi suy đoán năng lực chính mình thời điểm, thú vị nhất. Ngưng cười, sau lưng nàng có hai gốc trùng thiên đại thụ điên cuồng sinh trưởng. Một gốc xanh biếc, cành lá tươi tốt, hiện ra nồng đậm sinh mệnh lực, trên cây có khiết bạch vô hà đóa hoa thành hình. Một bụi khác tím đậm, cành lá héo úa, trên đó hiện ra tan không ra tử vong khí tức, trên cây có đen kịt có gai đóa hoa nở rộ. Một vinh một khô. Sở các chủ phù ở song cây ở giữa, tóc dài bay lên, trụ kiếm mà đứng. Khí tức trên người nàng biến càng phát ra thâm thúy, giống như bầu trời sao đồng dạng, có loại, vô hạn, cảm giác. Trong cơ thể nàng tiên năng bắt đầu chuyển hóa, muốn tiến hành chất biến. Kiếp tiên phía trên, lại tiến nửa bước. Nàng đây là muốn đặt chân con đường trường sinh. Đây là ngươi đạo, không có khả năng, ngươi đạo không phải bích thủy các. Vảy rồng kiếp tiên cả kinh nói. Sở các chủ trên người hiển hiện, đạo, không phải bích thủy các chi đạo, không phải viễn cổ thiên đình, thiên đế, chi đạo, cái kia nàng đạo đến cùng là cái gì? Sở các chủ lại không còn trả lời hắn. Nàng con ngươi cụp xuống, nhìn qua phía dưới bị ô nhiễm bích thủy các. Bích thủy các chính là nàng đạo, điểm ấy vảy rồng kiếp tiên đoán rất đúng. Đem bích thủy các bên trong mỗi một người, mỗi một vật lại hiện ra, đây là nàng đầu thứ nhất đạo. Sau lưng nàng gốc cây kia sinh cơ bừng bừng đại thụ liền như trinh lấy đầu này, đạo. Sau đó, đảo ngược con đường này, chính là nàng một con đường khác. Gốc cây kia đen kịt chi thụ chính là đầu thứ hai, đạo, biểu tượng. Là thời điểm buông xuống, nàng nói khẽ. Buông xuống không có nghĩa là từ bỏ, đầu thứ hai đạo đi là một cái khác cực đoan. Chỉ chờ nàng bước ra, đạo, bích thủy các liền sẽ lấy một loại khác khác biệt hình thức tái sinh, một loại sở các chủ cho rằng càng thích hợp phương thức trọng sinh. Sát, vảy rồng kiếp tiên cắn răng, hắn thân mở nhoáng một cái, hóa thành đen kịt giao long, vò tới sở các chủ. Vô luận sở các chủ, đạo, là cái gì, hắn đều không thể để cho đối phương thành công. Nhưng lúc này, độc giác kiếp tiên, sừng châu kiếp tiên, ưng dực kiếp tiên nhao nhao tiến lên ngăn lại vảy rồng kiếp tiên. Sẽ không để cho ngươi đi qua. Trừ phi ngươi giết chết chúng ta. Bỏ. Cút ngay, vảy rồng kiếp tiên ngửa đầu, phun ra ra mười mấy mai pháp thuật phù văn. Những pháp thuật này phù văn hóa thành một từng cái như lỗ đen, hấp xả lấy độc giác kiếp tiên ba người. Tam đại kiếp tiên bị lỗ đen hấp xả, giống như bên trong định thân thuật đồng dạng. Động đậy không được, bị khốn ở nguyên địa. Vảy rồng kiếp tiên thân hình chấp liên tục, xuất hiện tại sở các chủ ngay phía trước. Sẽ không để cho ngươi thành công. Vảy rồng kiếp tiên huy động móng vuốt, hướng phía sở các chủ hung hăng vỗ xuống. Sụp đổ, sở các chủ trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ. Sau đó, bích thủy các thiên băng địa liệt. Vảy rồng kiếp tiên móng vuốt cùng sở các chủ ở giữa rõ ràng chỉ có một trảo khoảng cách, nhưng lại phảng phất có một cái như vũ trụ xa xôi. Chỉ xích thiên nhai. Mở cho ta, vảy rồng kiếp tiên gầm thét, muốn mạnh mẽ đột phá sở các chủ cùng hắn ở giữa mảnh không gian này. Song phương giằng co. Tống Thư Hàng xuyên thấu qua, công đức chi nhãn, quan sát đến một màn này. Công đức chi nhãn bị liên lụy, hình thể co lại rất nhiều, chỉ sợ tiếp qua một chút thời gian liền sẽ tiêu tán. Sở các chủ tại bước ra chính mình đạo, đây chính là nàng chuyện cần làm. Tống Thư Hàng ánh mắt lại rơi vào bản thân hạch tâm thế giới. Cái kia hồng thủy tinh sở các chủ pho tượng. Sau đó vừa nghi ngờ nói, nàng trùng kích cảnh giới trường sinh là vấn đề rất nguy hiểm sao? Xích tiêu kiếm, ta cảm giác nàng đang mượn cái này mấy tôn thú giới kiếp tiên tay, tại đánh phá một loại nào đó hạn chế. Mà bước vào trường sinh cảnh, càng giống là thuận thế mà làm. Uy, chờ đã, Tống Thư Hàng ngươi đột nhiên khóc không ngừng làm gì. Bị kích thích rồi. Ta đang khóc, Tống Thư Hàng nghi ngờ đưa tay bay sượt, một mặt nước mắt. Chú ý, là nước mắt, mà không phải chất lỏng. Hắn hiện tại rõ ràng là thể lỏng hình thức, lại còn có thể khóc ra nước mắt tới. Chuyện ra sao? Hắn phát hiện mình trong hốc mắt nước mắt không cầm được tại lưu càng hung, rừng đều ngăn không được, càng lau càng nhiều. Nước mắt không ngừng nhỏ xuống, làm ướt trước người hắn cái bàn. Đồng thời, trong lòng của hắn tựa hồ có một chỗ mềm mại địa phương bị hung hăng thọc một đao, có một loại không hiểu bi thương dâng lên. Trái tim thật đau, loại cảm giác này chuyện gì xảy ra, thật đau lòng, tim như bị đao cắt. Tống Thư Hàng không ngừng lau nước mắt chảy quá hung, mê mắt của hắn. Bệnh của ngươi phạm vào, có muốn ăn hay không thuốc? Xích tiêu kiếm hỏi. Xích tiêu kiếm tiền bối đừng làm rộn,
Tống Thư Hàng lại nói, loại cảm giác này, phảng phất như là thiên khốc bảo điển. Là Diệp Tư sao? Là Diệp Tư cảm xúc, cảm nhiễm đến hắn. Cũng đúng, này lúc trong hình ảnh, Bích Thủy Các đang băng diệt. Bích Thủy Các đối Diệp Tư tới nói, có ý nghĩa trọng đại, không chỉ là, nhà, đơn giản như vậy. Lấy nàng tính cách thấy cảnh này, khẳng định phải khóc lớn một trận. Mà lại thêm thiên khốc bảo điển ở một bên châm ngòi thổi gió, Diệp Tư không phải khóc mù không thể. Diệp Tư là hắn linh quỷ, cả hai tâm ý tương thông. Khi Diệp Tư bi thương đạt tới cực hạn lúc, tự nhiên sẽ cảm nhiễm đến hắn. Khẳng định là như thế này, không sai. Nghĩ thông suốt sau, Tống Thư Hàng đột nhiên phát hiện, trong lòng loại kia, bi thương, càng thêm mãnh liệt hơn. Ô ô ô, rốt cục, hắn nhịn không được lên tiếng khóc lớn lên, ngừng đều ngừng không được. Thật đau lòng, so lúc còn nhỏ bị ba ba đè lại đau nhức quất một cái còn phải thương tâm. So lúc còn nhỏ tốt nhất bạn chơi dọn nhà, ly biệt còn phải thương tâm. Dù sao, Tống Thư Hàng cảm giác mình cả đời này chưa từng có giống bây giờ giờ khắc này thương tâm qua. Quá thương tâm, hiện tại ai tới an ủi ta đều vô dụng, ta hôm nay nhất định phải khóc thống khoái. Lúc này, một đôi ấm áp, mềm mại cánh tay, nhẹ nhàng đem hắn ôm lấy. Đồng thời, Tống Thư Hàng cảm giác bộ mặt mềm nhũn. Tống Thư Hàng nhấc lên một chút đầu, phát hiện lại là công đức xà mỹ nhân. Nàng nhẹ nhàng ôm lấy Tống Thư Hàng, duỗi vỗ phần lưng của hắn, tựa hồ tại an ủi hắn. Ô ô ô, tạ ơn, Tống Thư Hàng vừa khóc vừa nói. Công đức xà mỹ nhân trí tuệ càng ngày càng cao, nàng gây sự, trình độ cũng càng ngày càng mạnh, đại bộ phận thời điểm nàng đều để Tống Thư Hàng có chút dở khóc dở cười. Không nghĩ tới bây giờ nàng vậy mà lại an ủi người, Tống Thư Hàng cảm giác mình trong lòng ấm áp, trên mặt cũng ấm áp. Xích Tiêu Kiếm, người khóc thời điểm, có thể hay không đừng lưu nước mũi. Góc độ của ta vừa hay nhìn thấy mũi của ngươi, thông cảm một chút cảm thụ của ta được không? Tống Thư Hàng, ta cũng không muốn dạng này a. Ta có thể làm sao a, ta cũng rất tuyệt vọng a. Mà lại, Tống Thư Hàng còn có một việc rất lo lắng. Hắn hiện tại là chất lỏng hình thức, nếu như khóc quá nhiều, trình độ sói mòn quá nhiều, thân thể sẽ không thu nhỏ a. Trong lúc đang suy tư, cửa phòng bị dùng sức đẩy ra. Sau đó, Thiện cô nương một mặt hiếu kỳ hỏi, bá Tống tiền bối, xảy ra chuyện gì rồi? Ta nghe được có người đang khóc thanh âm. Về sau, nàng cứng lại rồi. Nàng nhìn thấy bá Tống huyền thánh đem mặt chôn ở công đức xà mỹ nhân ngực, lên tiếng khóc lớn, khóc có thể thương tâm. Công đức xà mỹ nhân thì như an ủi tiểu hài tử đồng dạng, vỗ nhẹ nhẹ lấy bá Tống huyền thánh phần lưng. Thiện cô nương cả người đều hóa đá. Một màn này, thực sự vượt qua tưởng tượng của nàng. Khóc người lại là bá Tống tiền bối. Tại trong mắt của nàng cao cao tại thượng, nhận biết rất nhiều kiếp tiên đại năng, gần như không gì làm không được, thậm chí ngay cả cửu u tà năng cảm nhiễm đều có thể chớp mắt nhổ bá Tống tiền bối, này lúc khóc giống một cái ủy khuất hài tử. Trong nháy mắt, nàng đều không biết mình muốn làm sao mới đối. Nàng cứng ngắc tại cửa ra vào, tiến cũng không được, thối cũng không xong. Tống Thư Hàng xoay đầu lại, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Thiện cô nương một chút. Ô ô ô, hắn một lần nữa quay đầu trở lại đến, một lần nữa vùi sâu vào công đức xà mỹ nhân trong ngực, lên tiếng khóc giống lên. Lần này, tiếng khóc bên trong mang tới mấy phần thuộc về Tống Thư Hàng tình cảm của mình. Xong, toàn xong. Hắn huyền thánh hình tượng, hắn cao nhân phong cách vẽ, hắn bá Tống tiền bối bức cách, toàn xong. Cái này, hắn không mặt mũi thấy người. Thiện cô nương há hốc mồm, không biết làm sao. Lúc này, sau lưng xa xa truyền đến bộ trưởng cùng quy đại sư thanh âm, Thiện, xảy ra chuyện gì sao? Thiện cô nương cả người giật nảy mình. Nàng thật nhanh đem bá Tống tiền bối cửa phòng đóng lại, sau đó lớn tiếng trả lời, bộ trưởng, quy đại sư, không có chuyện gì, không có cái gì vấn đề, các ngươi không cần lo lắng. Tống Thư Hàng, ô ô ô, quy đại sư thật sự không có vấn đề sao? Ta giống như nghe được bá Tống tiền bối thanh âm. Không có việc gì, ta không sao. Ta vừa rồi tại nghiên cứu một môn công pháp đặc thù, có chút di chứng, các ngươi không cần lo lắng. Tống Thư Hàng vừa khóc vừa nói. Nghe được bá Tống huyền thánh sau khi trả lời, quỷ đại sư cùng phân bộ trưởng mới thở phào nhẹ nhõm, quay người rời đi. Sau đó, trong phòng lại yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại Tống Thư Hàng tiếng khóc. Thiện cô nương không biết phải làm sao cho phải. Sau một lúc lâu, nàng móc ra một khối bánh kẹo, bá Tống tiền bối, người muốn ăn đường sao? Tống Thư Hàng.
Phòng Thiên, đột nhiên rất muốn chết. Sở các chủ con đường Trường Sinh có vấn đề. Lúc này, Diệp Tư thanh âm đột nhiên vang lên. Đây là Diệp Tư lâm vào, tâm ma kiếp, phía sau lần thứ hai phát biểu. Sở các chủ không có vượt qua tâm ma kiếp cũng còn có thể tấn cấp. Diệp Tư tại độ tâm ma kiếp thời điểm, còn có thể ngẫu nhiên đi ra hóng gió một chút, cùng Tống Thư Hàng tâm sự. Cho nên, Bích Thủy Các có phải hay không có phản tâm ma hách đến? Chúng ta không thể để cho sở các chủ lại tiếp tục, nếu không hết thảy liền thật sự kết thúc. Diệp Tư một bên khóc, vừa nói. Hết thảy liền đều kết thúc, ngươi là chỉ hiện tại Bích Thủy Các sao? Tống Thư Hàng đạo. Trong hình ảnh, Bích Thủy Các đang băng diệt, đối với việc này, hắn cũng không biết muốn làm sao đi tới kết luận. Một mực đến nay, sở các chủ duy trì lấy, chân thực huyễn tượng, lẻ loi trơ trọi trông coi đã sớm mất đi, Bích Thủy Các quá lâu quá lâu. Có lẽ, sở các chủ buông xuống, Bích Thủy Các cũng không phải là một chuyện xấu. Tiếp tục như vậy nữa, sở các chủ sẽ chết. Diệp Tư lo lắng nói, nàng nói rất khẳng định loại này, khẳng định, bắt nguồn từ Trình Lâm cho nàng còn sót lại tin tức. Tống Thư Hàng nhớ tới cái kia, thủy tinh hồi sinh pho tượng. Cho nên, sở tiền bối mới có thể đem phục sinh thủ đoạn giao cho ta. Nàng biết mình có thể sẽ chết, Tống Thư Hàng trả lời. Phục sinh thủ đoạn căn bản vô dụng, tiếp tục như vậy nữa, nàng hội triệt để biến mất, không có phục sinh khả năng. Nhanh nghĩ biện pháp ngăn cản nàng, Diệp Tư khóc nói. Nàng sở dĩ thương tâm đến cực điểm, cũng không phải là bởi vì Bích Thủy Các băng diệt sự. Kể từ khi biết Bích Thủy Các là sở các chủ triển khai, chân thực huyễn tượng, phía sau nàng đối Bích Thủy Các tình cảm thì có chỗ chuyển biến. Hiện tại để cho nàng coi trọng chỉ có sở các chủ bản thân, nàng tuyệt đối không thể lại mất đi sở các chủ. Lại không phục sinh khả năng, Tống Thư Hàng ngẩn người. Tiếng khóc của hắn ngạnh sinh sinh ngừng. Diệp Tư, làm sao bây giờ, các chủ nàng lập tức sẽ bước ra Trường Sinh một bước. Nàng hội biến mất, hội hoàn toàn biến mất. Đi trước Bích Thủy Các vị trí lại nói, ta liên hệ Quy Tiền Bối. Tống Thư Hàng đạo. Hắn đem ý thức chìm vào hạch tâm thế giới, khóa chặt đang nghỉ ngơi Đại Hải Quy, Quy Tiền Bối, người bây giờ xa nhất truyền tống khoảng cách có bao xa? Người muốn truyền tống đến địa phương nào? Đại Hải Quy gặp Tống Thư Hàng vô cùng nóng nảy dáng vẻ, cũng không nói nhảm, trực tiếp hỏi. Vị trí cụ thể tại thú giới phạm vi bên trong, ta tại Bích Thủy Các cái kia thả một khỏa công đức chi nhãn. Ta khảo thí không ra phạm vi, chỉ có thể mơ hồ cảm ứng một tọa độ. Tống Thư Hàng trả lời. Chỉ cần tại thú giới bên trong liền dễ làm, một lần truyền tống không đến, chúng ta có thể phân lần truyền tống. Đem ước chừng vị trí nói cho ta biết. Đại Hải Quy đạo. Tạ ơn Quy Tiền Bối. Tống Thư Hàng cảm kích nói. Hắn mở ra hạch tâm thế giới, đem Đại Hải Quy chuyển di đi ra. Đồng thời, hắn thông qua công đức xà mỹ nhân khóa chặt công đức chi nhãn, phương vị. Tại tây nam phương hướng vị trí, chính là nguyên Bích Thủy Các bị chuyển rời đến thú giới vị trí. Tống Thư Hàng đạo. Đồng thời, hắn nhìn về phía công đức xà mỹ nhân. Xà mỹ nhân lấy ra bình thiên quan, co lại mái tóc dài của mình, lần nữa đem bình thiên quan đeo lên. Hoa lệ kiểu nữ long bào phù hiện ở trên người nàng, sấn thác nàng uy nghiêm. Thiện, ngươi lưu tại nơi này, ta muốn đi tiếp một vị tiền bối, rất nhanh liền trở về. Tống Thư Hàng đối thiện cô nương đạo. Thiện nhẹ gật đầu, bá tống tiền bối, một đường cẩn thận. Nàng nhìn ra bá tống tiền bối hai đầu lông mày vẻ lo lắng, hắn muốn đi nhận tiền bối nhất định rất trọng yếu a. Chuẩn bị xong chưa, lời chuẩn bị xong chúng ta đi. Đại Hải Quy đạo. Lúc này, công đức xà mỹ nhân tiến lên một bước, đưa tay đặt tại Đại Hải Quy trên người. Một đạo ý niệm truyền tống tới, đó là công đức chi nhãn, chỗ tọa độ cụ thể. Khoảng cách này, không có vấn đề. Ta có thể một lần truyền tống đi qua. Đại Hải Quy gật đầu nói. Tống Thư Hàng, đã làm phiền ngươi, Quy Tiền Bối. Không gian chi môn mở ra. Tống Thư Hàng, công đức xà mỹ nhân, Đại Hải Quy tiến vào bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, công đức xà mỹ nhân, Đại Hải Quy từ không gian chi môn một bên khác bước ra. À, Tống Thư Hàng đâu? Đại Hải Quy nghi ngờ nói. Tống Thư Hàng, không thấy. Chương 1244, Khô Vinh song thụ hạ kim cương. Công đức xà mỹ nhân nghi ngờ quay đầu tứ phương, tiến vào truyền tống môn, thời điểm, nàng còn theo sát Tống Thư Hàng sau lưng. Nhưng từ truyền tống môn bên trong bước ra trong nháy mắt, Tống Thư Hàng lại biến mất không thấy. Đại Hải Quy, tiên tử, người có thể cảm ứng được Tống Thư Hàng sao?
thân là Tống Thư Hàng công đức chi quang cụ hiện hóa, xà mỹ nhân hẳn là có thể khóa chặt Tống Thư Hàng vị trí mới đúng. Công đức xà mỹ nhân nhắm lại ánh mắt của mình ý đồ khóa chặt Tống Thư Hàng vị trí. Đột nhiên hắn đưa tay bình thân. Trong hư không, có một bóng người rơi xuống, bị công đức xà mỹ nhân tiếp được. Rơi xuống thân ảnh là Diệp Tư, đang độ tâm ma kiếp nàng, lại cùng Tống Thư Hàng chia lìa ra. Công đức xà mỹ nhân cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy Diệp Tư, trên mặt nàng lộ ra nhu hòa thần sắc, nhu tình như nước. Uy nghiêm nữ đế hình thức nàng, đột nhiên lộ ra loại này nhu hòa thần sắc, liền một bên đại hải quy đều nhìn ngây người. Cái này tiểu ni tử không phải Tống Thư Hàng linh quỷ sao? Nàng sao lại ra làm gì? Đại hải quy nghi ngờ nói. Chẳng lẽ Tống Thư Hàng tên kia tại, không gian truyền tống, thời điểm, đột nhiên vỡ vụn một chỗ rồi. Cùng một thời gian, bích thủy các bên trong. Vảy rồng kiếp tiên móng vuốt rốt cục phá tan rồi chỉ xích thiên nhai không gian phong tỏa, đâm đến sở các chủ trước người. Sau lưng nó, cái kia ba tôn thú tu kiếp tiên cũng rốt cục tránh thoát tiểu hắc động trói buộc, hướng vảy rồng kiếp tiên lao đến. Chết, vảy rồng kiếp tiên cắn răng nói, hắn bạo phát bản thân một kích mạnh nhất, một thân tất cả lực lượng hội tụ ở trên móng vuốt, xé hướng sở các chủ. Sở các chủ ngẩng đầu lên, mỉm cười. Nàng không có chống cự, từ đầu tới cuối duy trì lấy trụ kiếm mà đứng tư thế. Vảy rồng kiếp tiên móng vuốt đâm vào thân thể của nàng. Mà liền tại trong chớp nhoáng này, thân thể của nàng hóa thành hạt ánh sáng bắt đầu tiêu tán. Vảy rồng kiếp tiên một kích toàn lực đánh vào trong hư không. Đây là, ngưng đạo, thất bại rồi. Vảy rồng kiếp tiên nhìn qua trước mắt thân thể bắt đầu tiêu tán sở các chủ. Các chủ trạng thái, tựa hồ là, bước ra chính mình đạo, thất bại sau kiếp tiên. Bước ra chính mình đạo kết quả thất bại, so độ kiếp thất bại còn muốn thảm. Độ kiếp thất bại còn có rất nhỏ tỷ lệ còn sống, thậm chí tương lai khôi phục thương thế sau còn có thể ngóc đầu trở lại, tái chiến thiên kiếp. Mà, bước ra chính mình đạo, sau khi thất bại, trực tiếp chính là thân tử đạo tiêu kết cục. Liền ngay cả trước đó chuẩn bị, phục sinh thủ đoạn, cũng sẽ trực tiếp mất đi hiệu lực. Nhưng một lát sau, vảy rồng kiếp tiên lại đẩy ngã chính mình suy đoán. Cái kia một khô một vinh hai gốc đại thụ, còn tại không ngừng sinh trưởng. Sở các chủ vẫn còn tiếp tục bước ra nàng, đạo. Nhưng nàng đạo tựa hồ có chút quỷ dị, thậm chí bỏ chính nàng thân thể. Vảy rồng kiếp tiên mắt nhìn song thụ còn có khổng lồ bích thủy các. Đáng chết, thất bại, trong lòng của hắn ám đạo. Muốn ngăn cản sở các chủ tiếp tục ngưng tụ nàng đạo, chỉ có đưa nàng phía sau song thụ hủy đi mới được. Nhưng này đôi cây tựa hồ cùng toàn bộ bích thủy các hòa làm một thể. Hủy xong thụ chính là chẳng khác gì là đem chọn cái bích thủy các triệt để hủy đi, liền căn cơ cũng vô pháp lưu lại. Nhưng lại sinh vảy rồng kiếp tiên mục tiêu của bọn hắn là chiếm lấy nguyên sơ thiên đình. Bọn hắn ít nhất phải đem bích thủy các, căn cơ, bảo tồn lại. Như vậy liền thành một cái vòng lặp vô hạn. Muốn ngăn cản sở các chủ tiếp tục, ngừng đạo, liền phải hủy đi toàn bộ bích thủy các, nhiệm vụ thất bại. Mà nếu không hủy đi bích thủy các, chỉ chờ sở các chủ, ngưng đạo, thành công, trở thành trường sinh giả, cái kia tất cả mọi người ở đây đều muốn bị nàng treo lên đánh, nhiệm vụ vẫn là hội thất bại. Lúc này, từ bích thủy các trong lòng đất, chất lỏng kiếp tiên phá đất mà lên. Trên người nó, đâm đầy vô số thật nhỏ dạng sợi rễ sự vật. Đáng chết, toàn bộ bích thủy các đều tại băng diệt. Chất lỏng kiếp tiên kêu lên. Hắn lúc đầu chỉ là muốn ô nhiễm bích thủy các. Không nghĩ tới sở các chủ trực tiếp đem bích thủy các cho bạo điệu. Khô vinh song thụ dưới. Sở các chủ thân thể đã có một nửa hóa thành hạt ánh sáng. Nàng có chút cúi đầu, thật sâu ngắm nhìn phía dưới bích thủy các. Nơi xa, công đức xà mỹ nhân trong tay Diệp Tư, khóe mắt nước mắt không ngừng rơi xuống. Công đức xà mỹ nhân tay chân luống cuống thay nàng lau nước mắt. Không có Tống Thư Hàng, không có bước kế tiếp mệnh lệnh, nàng hoàn toàn không biết phải làm gì. Muốn làm thế nào, nàng chỉ là bản năng trông coi Diệp Tư. Vảy rồng kiếp tiên nhìn qua đang biến mất sở các chủ, đột nhiên trong lòng của hắn khẽ động. Ngươi sẽ chết, hắn lên tiếng nói. Sở các chủ nhàn nhạt nhìn hắn một chút. Đạo của ngươi có vấn đề, lại tiếp tục, ngươi đem vạn kiếp bất phục, liền phục sinh cơ hội đều không có. Ngươi bây giờ dừng lại, còn tới kịp. Vảy rồng kiếp tiên tiếp tục nói. Chất lỏng kiếp tiên đồng dạng đạp không mà đến, dừng lại đi. Hiện tại dừng lại, người còn có thể cứu. Sau lưng, khác ba vị thú tu kiếp tiên cũng khôi phục lại. Sở các chủ thân thể tại tiêu tán thời điểm,
bọn hắn liền từ Tiểu Hào trong trạng thái lui đi ra. Sở các chủ không có trả lời bọn hắn, nàng có chút ngẩng đầu lên, nhìn về phía hư không. Lại một lần, đến cuối cùng, nàng trong tưởng tượng cái kia có thể đứng ra đến cứu vớt Bích Thủy các người, vẫn không có xuất hiện. Đem hy vọng ký thác trên người người khác là một loại mềm yếu. Người nào đều dựa vào không được. Người khác chung quy là người khác, tu sĩ chúng ta, không dựa vào người chỉ dựa vào bản thân. Sở các chủ ngốc ngốc nhìn lên bầu trời, thân thể hạt ánh sáng hóa đã đến chỗ ngực. Lại có mấy giây, nàng đem triệt để tiêu tán. Vảy rồng kiếp tiên cao mày, hắn cảm giác có cái nào khâu không đúng. Sở các chủ, đạo, thực sự quỷ dị, rõ ràng, ngừng đạo, thất bại, thân thể của nàng biến mất, muốn thần hình câu diệt, nhưng nàng sau lưng khô vinh song thụ càng phát ra lớn mạnh. Tựa hồ nàng, đạo, còn không có thất bại. Coi như nàng biến mất, thần hình câu diệt, nàng đạo sẽ còn kéo dài tiếp. Tại cái chết của nàng về phía sau, còn sẽ có vật gì đó thay thế nàng tồn tại, kế thừa nàng đạo. Vảy rồng kiếp tiên rơi vào trầm tư. Đột nhiên, trong đầu hắn linh quang lóe lên. Chờ đã. Tâm ma. Hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Sở các chủ trước đó hỏi qua hắn một vấn đề, người đoán xem, đã ta hoàn toàn không cách nào vượt qua tâm ma, cái kia cuối cùng, ta cái kia đáng sợ tâm ma đi nơi nào sao? Nàng tâm ma đi nơi nào? Nàng tâm ma một mực không có biến mất, thậm chí khả năng sinh ra một loại nào đó dị biến. Thậm chí có thể sẽ kéo dài nàng, đạo. Nghĩ tới đây, phải dùng kiếp thiên tật nói, hủy đi khô vinh song thụ, san bằng Bích Thủy Các, cái gì đều đừng lưu lại. Nhanh! Nguyên sơ thiên đình không cách nào lại đạt được. Kinh khủng lỗ đen, kịch liệt ăn mòn nọc độc, to dài lang nha bổng, đầy trời hạ xuống lưỡi dao, cuồng bạo gió lốc, thú tu kiếp tiên nhóm ra tay toàn lực. Kiếp tiên một kích toàn lực, hủy thiên diệt địa. Mà bây giờ số tôn kiếp tiên ra tay toàn lực, công kích khô vinh song thụ cùng Bích Thủy Các. Sở các chủ này lúc đã chỉ sót lại đầu cùng hai tay. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại. Việc cần phải làm, nàng đã làm xong. Chuyện kế tiếp, đã không cần nàng quan tâm. Đúng lúc này, một cái âm thanh lớn từ trong hư không vang lên. Hành thâm bàn nhược ba la mật, đa thời. Đồng thời, một đầu vàng óng ánh nắm đấm từ trong hư không chui ra. Khi cái kia, thời, chữ quát ra lúc, vàng óng ánh nắm đấm hung hăng nện ở lỗ đen bên trên, trực tiếp đem lỗ đen đập vỡ vụn. Chiếu rõ ngũ uẩn giai. Không. Không, chữ quát ra lúc, lại một nắm đấm màu vàng óng ném ra, đón lấy kịch liệt ăn mòn nọc độc. Nọc độc bị nắm đấm đập trúng, trực tiếp bị bốc hơi hóa khí. Độ hết thảy khổ, ách, ách, bên cạnh xuất khẩu, có một đầu tráng kiện đùi từ hư không bước ra, hung hăng dẫm trên lang nha bổng. Lang nha bổng trực tiếp sụp ra, nát vì đầy trời thiết xa. Bò, cầm trong tay lang nha bổng sừng châu kiếp tiên bị tráng kiện trên đùi lực lượng kinh khủng trực tiếp dẫm bay, phát ra thật dài kêu thảm. Xá lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc. Lại một đầu đồng dạng tráng kiện đùi bước ra, một cước này đá vào gió lốc bên trên. Ba gió lốc bị ngạnh sinh sinh đá bể. Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Cuối cùng, một cái to lớn đầu chọc liên tiếp thân thể, từ trong hư không gạt ra. Đây là cả người cao ba thước, bắp thịt cả người phát đạt, toàn thân độ lấy kim mang nam tử. Hắn cũng không phải là thông qua, không gian chi môn, đi ra, mà là lấy một loại bạo lực phương thức, ngạnh sinh sinh từ trong hư không gạt ra. Thụ tưởng hành thức cũng là như vậy, kim sắc nam tử hiện thân phía sau hai tay vỗ tay. Hắn có chút khom người, dùng thân thể cao lớn đem sở các chủ ngăn trở. Đầy trời rơi xuống lưỡi dao, đinh đinh đinh, rơi vào kim sắc nam tử trên người, vang lên một trận tiếng sắt thép va chạm. Những này từ không rơi xuống lưỡi dao, là ưng dực kiếp tiên phát ra, mỗi một phiến lưỡi dao bên trong ẩn chứa lực lượng đều không kém gì một cái thiên kiếp bom hydro. Nhưng rơi vào kim sắc nam tử trên người lúc, liền đối phương da lông đều không đả thương được. Xá lạp tử, là chư pháp không? Không, không, không cái kia cái gì đến. Kim sắc nam tử đỉnh thẳng thân thể, một mặt xoắn suýt. Vảy rồng kiếp tiên, chất lỏng kiếp tiên, cùng với khác mấy vị thú tu kiếp tiên chấn kinh nhìn qua cái này kim sắc nam tử. Thôi, không nhớ nổi, quá khó đọc, kim sắc nam tử đưa tay sờ sờ đầu của mình, sau đó hắn quay người. Đối mặt chỉ còn lại có trơn bóng cổ cùng đầu sở các chủ. Mắt hắn híp lại, lần nữa hai tay vỗ tay, sở tiên tử bần tăng đến hóa duyên tới rồi. Sở các chủ ha ha nhìn qua kim sắc nam tử. Có cái vấn đề rất nghiêm trọng.
nàng không biết cái này ra hỏa. Chỉ còn lại có một cái đầu Sở tiên tử, vậy mà để bần tăng cảm giác được một loại dị dạng mỹ cảm đây. Đặc biệt là ngươi cái này tóc thật dài, ra sân tự mang phim ma đặc hiệu. Kim sắc nam tử cười ha ha một tiếng. Nói, hắn đưa tay vỗ nhẹ nhẹ tại Sở các chủ trên đầu. Nguyên bản đang hạt ánh sáng hóa Sở các chủ thân hình, lập tức ổn định lại. Lần này, ta tới. Kim sắc nam tử nói khẽ, ôn nhu nói. Sở các chủ hơi sững sờ. Trên đỉnh đầu bàn tay lớn kia, truyền đến cảm giác ấm áp. Dù cho trước mắt nam tử tóc vàng này, bộ dáng lạ lẫm. Nhưng là từ đại thủ bên trên truyền đến ấm áp cảm giác, lại là như thế quen thuộc. Là hắn. Lần này, hắn rốt cuộc đã đến. Trong nháy mắt, ủy khuất nước mắt không ngừng từ nàng trong hốc mắt rơi xuống. A, Sở tiên tử, bần tăng phát hiện một sự kiện. Kim sắc nam tử nói, chỉ còn lại có một cái đầu phía sau Sở tiên tử ngươi cũng không còn cách nào phản kháng bần tăng sờ đầu của ngươi. Bởi vì ngươi không có tay có thể phản kháng ta. Ha 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 ha. Đang khi nói chuyện, bàn tay lớn màu vàng óng tại Sở các chủ trên đầu sờ tới sờ lui, trái sờ phải sờ, vuốt lông sờ, nghịch mao sờ. Sở các chủ nguyên bản đang lưu nước mắt lập tức đã ngừng lại. Ngươi cái này hỗn đản. Chương 1245. Ra đi chấm đại quân. Sở các chủ bị tức không nhẹ, chỉ còn lại có cái đầu nàng há miệng hướng phía bàn tay lớn màu vàng óng hung hăng táp tới. Bàn tay lớn màu vàng óng nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi miệng nhỏ của nàng, một lần nữa rơi vào nàng trên đầu. Đừng cắn, ta hiện tại thân thể chính là chân chính kim cương chi thân, cắn lên đi sẽ rất đau. Ý của ta là, người sẽ rất đau nhức, cái này kim cương chi thân phản lực đặc biệt khoa trương, các nha. Ngươi thật muốn cắn. Lần sau gặp mặt, ta biến thành nhỏ da thịt mềm dáng vẻ, lại tới cho ngươi cắn. Kim sắc nam tử ôn nhu nói. Sở các chủ. Chuyện kế tiếp đều giao cho ta đi, ta đến giúp ngươi hả giận. Kim sắc nam tử lại nói. Dứt lời, hắn lại quay người lại, đối mặt năm vị thú tu kiếp tiên. Này lúc năm vị thú tu kiếp tiên gắt gao nhìn chằm chằm kim sắc nam tử, không có hành động thiếu suy nghĩ. Năm đối một, tăng thêm trên mặt đất cái kia đang khôi phục. Nói cách khác 6-1 sao? Tình huống gây bất lợi cho ta a. Kim sắc nam tử nói. Vậy dùng kiếp tiên. Bất lợi cái rắm. Kim sắc nam tử ra sân lúc, quyền đả lỗ đen, chân đá gió lốc. Nếu như đây chính là thực lực của đối phương, coi như 6-1, vậy dùng kiếp tiên cũng không có nắm chắc tất thắng. So sánh với lấy một địch nhiều, ta càng ưa thích lấy nhiều khi ít. Cho nên, ra đi, chấm đại quân nha. Kim sắc nam tử giang hai cánh tay, lớn tiếng nói. Chất lỏng kiếp tiên. Cái này ra hỏa mới ra trận lúc không phải hòa thượng thân phận sao. Cái này, chấm tự xưng tính là gì? Bất quá, sau một khắc, là hắn biết kim sắc nam tử tự xưng là chuyện gì xảy ra. Tại kim sắc phía sau nam tử, xuất hiện một mảnh xích kim sắc không gian. Vùng không gian kia kéo dài ra, sâu không thấy đáy, như là một cái thế giới mới đại môn bị mở ra. Chân thực huyễn tượng. Không đúng, thất phẩm tôn giả, chân thực huyễn tượng, tại cửu phẩm cấp trong chiến đấu, căn bản không được bất kỳ tác dụng gì. Kim sắc nam tử triển khai cũng không phải, chân thực huyễn tượng, mà là một cái thế giới chân thật. Tại cái kia xích kim sắc thế giới bên trong, có 70000 người khoác kim giáp tướng sĩ, bày trận đứng thẳng. Những này kim giáp tướng sĩ không nói một lời, trên người bọn họ khí thế ngưng tụ thành một cỗ, thiên địa cũng vì đó động dung. Coi như kiếp tiên, đối mặt dạng này khí thế cũng phải sợ hãi. Nhưng đây không phải đáng sợ nhất, càng đáng sợ chính là tại chiến trận phía trước nhất, có 7 vị khí tức cường hoành vô cùng tồn tại song song mà đứng. Cái này 7 vị đại năng đỉnh đầu, đều có một vòng minh nguyệt vòng ánh sáng hiển hiện, đem bọn hắn dung mạo bao phủ, để cho người ta thấy không rõ hình dạng của bọn hắn. Tất cả mọi người ở đây chỉ cần thấy được cái này 7 vị tồn tại đỉnh đầu vòng ánh sáng, trong lòng liền sẽ phun lên rất nhiều tình cảm. Đây là trường sinh giả, đặc hữu vòng ánh sáng, là trường sinh giả bước ra bản thân, đạo, sau khi ngưng tụ đi ra hào quang. Hắn tựa như là một chiếc gương, vô luận cái nào đẳng cấp tu sĩ, khi nhìn đến cái này, đạo, quang mang, liền có thể từ đó chiếu rọi ra bản thân, kết hợp với, đạo, quang mang, liền có thể đạt được khác biệt cảm ngộ. Nói cách khác, đây là 7 vị trường sinh giả. Vảy rồng kiếp tiên mấy người lập tức lá gan rung động. Bên trái nhất cái vị kia trường sinh giả, người mặc hàn băng tạo thành chiến giáp, mái tóc dài màu bạc theo gió bay lên, ở bên cạnh hắn ẩn ẩn có bông tuyết tại bay xuống. Đây là một tôn nắm giữ hàn băng pháp tắc,
lấy Hàn Băng thành đạo trường sinh giả. Bích Thủy Các bên ngoài, Đại Hải Quy há to miệng. Vọng Thiên, ta chủ, hắn không dám tin nhìn qua cái kia Hàn Băng hóa thân. Không có sai, cái kia giống như Đông Tri Đế Vương, người khoác băng giáp trường sinh giả chính là chủ nhân của nó, Bắc Phương Đại Đế. Vì cái gì Bắc Phương Đại Đế sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ngoại trừ Bắc Phương Đại Đế bên ngoài, mặt khác sáu vị trường sinh giả cũng là tiếng tăm lừng lẫy hạng người. Tỷ như Đại Hải Quy còn nhận ra xếp ở vị trí thứ ba cái kia trường sinh giả. Vị này trường sinh giả người khoác xích hồng sắc phương bào, áo choàng ống tay áo phảng phất ẩn giấu đi hai vòng húc nhật. Chính là cùng Bắc Phương Đại Đế nổi danh, Tây Phương Đại Đế, Hạ Cung chủ nhân, lấy hỏa diễm chi đạo bước vào trường sinh cảnh đại năng. Hạ Cung bảng số phòng cùng quảng trường, hiện tại cũng còn tại Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới bên trong ở lại. Mặt khác năm vị trường sinh giả, Đại Hải Quy lập tức nhận không ra. Nhưng là, bảy vị trường sinh giả đều hiện, hình tượng này quá mức kinh ngạc. Đây chính là trường sinh giả A, chư thiên vạn giới toàn cộng lại cũng không có nhiều, hiện tại cũng lập tức xuất hiện bảy vị. Kim sắc nam tử mỉm cười, nhìn thấy chưa, đây chính là Trẫm đại quân. Vạn thắng, vạn thắng, vạn thắng, kim giáp các tướng sĩ cùng kêu lên reo hò. Nói cho chúng ta biết địch nhân, như thế nào vương đạo. Kim sắc nam tử nói. Bắc Phương Đại Đế tiến lên trước một bước, khẽ cười nói, đối thủ không ngoan, liền từ trên người hắn ép tới. Như thế nào bá đạo? Kim sắc nam tử lại hỏi. Vị thứ hai thần bí trường sinh giả tiến lên trước, ngoan, cũng ép. Kim sắc nam tử lại nhấc tay, cao giọng nói, như thế nào? Như thế nào, vì... Vị thứ ba trường sinh giả Tây Phương Đại Đế tiến lên, phụ tiếng với hắn bên tai nói, vòng thứ ba đến nho đạo. Sau đó là trả lời là ép trước đó nói một tiếng. Sau khi nói xong, Tây Phương Đại Đế lại thối lui đến đằng sau. Kim sắc nam tử ho nhẹ một tiếng, bình tĩnh lại nhấc tay, như thế nào nho đạo. Tây Phương Đại Đế tiến lên trước một bước, hai tay của hắn cắm ở trong cửa tay áo, trả lời, hồi bệ hạ, nho đạo ngươi cũng không cần suy nghĩ, ngươi cả đời này tự cùng nho đạo không có duyên. Kim sắc nam tử, thân, chúng ta liền không thể theo kịch bản tới sao. Hắn xoay đầu lại, đối Tây Phương Đại Đế bất mãn nói. Tây Phương Đại Đế lệch ra quá mức, quay đầu vọng thiên, thổi lên huýt sáo. Sở các chủ, vảy rồng kiếp tiên, chất lỏng kiếp tiên, bốn vị thú tu kiếp tiên. Không nói nhiều nói, cho ta giết chết bọn hắn. Kim sắc nam tử đưa tay chỉ hướng mấy vị thú tu kiếp tiên. Sau lưng hắn, Bắc Phương Đại Đế nhún người nhảy lên, từ xích kim thế giới nhảy ra. Đồng thời, tại trước người hắn có không gian chi môn mở ra, đại đế một đầu chui vào không gian chi môn. Lại xuất hiện lúc, đã tại chất lỏng kiếp tiên sau lưng. Bắc Phương Đại Đế đưa tay đặt tại chất lỏng kiếp tiên trên người, hàn băng chi lực ngưng kết. Chất lỏng kiếp tiên nọc độc gặp gỡ khắc tinh, còn không có phát động liền bị trong nháy mắt đóng băng. Đây chính là trường sinh giả cùng kiếp tiên ở giữa thực lực sai biệt, cho dù là ngưng tụ cũng bản thân, đạo, hình thức ban đầu chất lỏng kiếp tiên. Cùng trường sinh giả ở giữa còn có một đoạn rất dài khoảng cách. Thôn phệ, lúc này, vừa thượng vảy rồng kiếp tiên hét lớn. Một cái lỗ đen xuất hiện tại Bắc Phương Đại Đế bên người, muốn đem hắn thôn phệ. Bắc Phương Đại Đế thân hình bị hấp xả, có chút dừng lại. Mà liền tại một trận này thời khắc, vảy rồng kiếp tiên lần nữa hiện ra giao long chi thân, nắm lên bị băng thành một khối chất lỏng cướp hóa, long vĩ cuốn một cái, mở ra không gian chi môn một đầu nhảy vào trong đó. Mấy vị khác thú tu kiếp tiên đồng dạng mở ra không gian chi môn, một đầu chui vào. Độc giác kiếp tiên đang lẩn trốn thời điểm, thuận tiện bắt lấy bản thân hậu bối, đem hắn mang đi. Vảy rồng kiếp tiên thân ảnh thoáng hiện, rơi vào những tổ chức khác thành viên bên người, nhanh chóng đem tất cả mọi người đóng gói, chui vào không gian chi môn biến mất không thấy gì nữa. Thực lực đạt đến kiếp tiên đẳng cấp này, nếu là không có đem không gian phong tỏa lời nói, sẽ rất khó đem bọn hắn chém tận giết tuyệt. Không gian lực lượng thật sự là chạy trối chết thủ đoạn hay nhất. Các ngươi cho là mình có thể trốn sao? Kim sắc nam tử con ngươi nheo lại. Hắn canh giữ ở sở các chủ bên người, một tấc cũng không rời, vì nàng quán chú tiên năng, duy trì nàng thân hình không còn tiêu tán. Cho nên, hắn không có tự mình xuất thủ. Kim sắc nam tử, ta nói qua, phải thật tốt ra một hơi. Cũng không thể để cho các ngươi cứ như vậy chạy thoát. Đang khi nói chuyện, tại sau lưng của hắn xích kim sắc không gian bên trong, vị thứ hai thần bí trường sinh giả xuất thủ.
hai tay của hắn bên trên có kim sắc dây xích rủ xuống, dọc theo người ra ngoài, đâm vào hư không. Trong hư không có từng cái không gian chi môn mở ra. Trước đó trốn vào không gian vảy rồng kiếp tiên cùng thú tu kiếp tiên nhóm, toàn bộ bị hoàng kim dây xích cột, quả thực là bị từ không gian bên trong kéo đi ra. Làm sao có thể, vảy rồng kiếp tiên thất kinh. Thần bí trường sinh giả đưa tay kết ấn, hoàng kim dây xích tạo thành từng cái chiếc lồng, đem thú tu kiếp tiên giam ở trong đó. Bắt được hoàn tất, thú tu kiếp tiên ý đồ lại mở ra không gian chi môn, nhưng ở hoàng kim trong lồng, không gian chi môn căn bản là không có cách mở ra. Sau lưng, 7 vạn kim giáp tướng sĩ quát khẽ, tiến lên đem chiếc lồng một mực vây quanh. Khi tất cả thú tu kiếp tiên bị bắt phía sau nơi xa, Bắc Phương Đại Đế hơi hình hơi chấn động một chút, tùy tiện tránh thoát tiểu hắc động trói buộc. Hắn quay đầu, ngắm nhìn bích thủy các bên ngoài đại hải quy một chút, lại cất bước trở về xích kim sắc thế giới. Làm xinh đẹp, đem bọn hắn mấy cái cho ta treo ngược lên, một hồi ta muốn đích thân treo lên đánh bọn hắn. Kim sắc nam tử nói. Tây Phương Đại Đế, thật đáng tiếc, bệ hạ ngươi bây giờ còn không cách nào tiến vào, giới, bên trong. Tự mình treo lên đánh chuyện của bọn hắn, không đùa. Cái kia đem bọn hắn đưa ra đến, để cho ta treo lên đánh. Kim sắc nam tử nói. Tây Phương Đại Đế, hồi bệ hạ, đưa ra ngoài phía sau chúng ta liền không cách nào hỗ trợ vây khốn cái này mấy tôn kiếp tiên. Dù sao, hiện tại chỉ có Bắc Phương có thể rời đi, giới, ra ngoài hành động. Đến lúc, bệ hạ người muốn đích thân xuất thủ bố trí không gian phong ấn chi pháp, lại treo lên đánh bọn hắn. Kim sắc nam tử một mặt táo bón, cái này cũng không được, vậy cũng không được. Cho nên a ta muốn dạng này đại quân làm gì dùng. Trang bức, vị thứ hai thần bí trường sinh giả thản nhiên nói. Kim sắc nam tử nổi giận, trang cái rắm, vừa rồi các ngươi còn chính diện đâm ta chân đau, đánh ta mặt đến. Trở về, tất cả cút trở về. Bắc Phương Đại Đế cùng Tây Phương Đại Đế quý vị. Xích kim sắc thế giới chậm rãi quan bế. 7 vạn kim giáp tướng sĩ, 7 vị trường sinh giả, biến mất không thấy gì nữa. Còn có những cái kia bị bắt lấy được thú tu kiếp tiên, đang sợ hãi trong tiếng kêu, bị khóa nhập xích kim sắc thế giới. Bích thủy các hỗn loạn có một kết thúc. Chỉ là phía dưới bích thủy các còn tại sụp đổ bên trong, khắp nơi nhận kịch độc ô nhiễm. Khô vinh song thụ còn tại không ngừng sinh trưởng, rút ra bích thủy các cùng sở các chủ lực lượng. Kim sắc nam tử một lần nữa đưa tay đặt tại sở các chủ trên đầu. Cường đại tiên năng từ trong cơ thể hắn tràn vào sở các chủ thể nội. Duy trì lấy thân hình của nàng không tiêu tan. Sở các chủ, vừa rồi đó là cái gì? Một kiện nhặt được pháp bảo, dùng để trang bức dọa người hiệu quả không tệ. Kim sắc nam tử trả lời. Sở các chủ, người bây giờ có thể đình chỉ, ngưng đạo sao? Kim sắc nam tử thấp giọng nói. Sở các chủ, chuyện cho tới bây giờ, đã dừng không được. Bất quá, ta sẽ không chết, ta sớm có an bài. Ngươi, đạo, quá mức cực đoan. Ngay cả ta đều không nghĩ đến ngươi chọn dạng này, đạo. Kim sắc nam tử thở dài, ngươi lưu lại phục sinh thủ đoạn, không nhất định có thể có hiệu quả. Sở các chủ giữ im lặng. Thời gian của ta không sai biệt lắm. Kim sắc nam tử nói, tiếp đó, cái phiền não này liền giao cho hắn đi. Chương 1246. Con riêng. Ngươi lại muốn đi, sở các chủ đạo. Kim sắc nam tử, ta hiện tại vô luận tại chư thiên vạn giới chỗ nào ở lại, đều có thời gian hạn. Không thể ngốc quá lâu. Sở các chủ trầm mặc xuống. Yên tâm đi, ngươi tuyệt đối sẽ không có việc. Kim sắc nam tử nói, nếu như thật sự có cái vạn nhất, ta còn có cuối cùng thủ đoạn. Cuối cùng thủ đoạn, sở các chủ dương mắt nhìn lấy hắn. Ngươi biết, Trình Lâm, con đường trường sinh a, ta cho ngươi biết, cái kia con đường trường sinh ta cũng nắm giữ. Đến lúc đó, sở tiên tử ngươi liền trở thành nữ nhi của ta đi. Mặc dù nam nhân sinh con tương đối kỳ hoa, nhưng vì ngươi, ta hội cắn răng vượt qua loại này trên sinh lý chướng ngại. Chủ yếu là, chỉ cần tưởng tượng một chút ngươi gọi ta ba ba chàng diện, ta cũng cảm giác tốt kích thích. Kim sắc nam tử giơ ngón tay cái lên. Sở các chủ liếc mắt, ta lựa chọn chết. Dùng loại phương pháp này trọng sinh, nàng còn không bằng chết mất dứt khoát. Mặt khác, theo nàng biết, mỗi một loại, con đường trường sinh, sẽ chỉ thành tựu một tôn trường sinh giả. Nói cách khác, mỗi một vị trường sinh giả, đạo, đều là hoàn toàn khác biệt. Cái này ra hỏa, vì cái gì có thể nắm giữ, Trình Lâm, con đường trường sinh. Hắn muốn đi ra, ta muốn rời đi, kim sắc nam tử lần nữa nói. Đang khi nói chuyện, hắn đem chính mình toàn bộ tiên năng rót vào sở các chủ thể nội.
Dạng này, có thể để sở các chủ thân thể bảo trì một đoạn thời gian, không còn tiếp tục tiêu tán. Sở các chủ, ai muốn đi ra? Đáng yêu Tống đạo hữu a, kim sắc nam tử cười tủm tỉm nói. Sở các chủ nhớ tới một sự kiện, hắn cùng ngươi đến cùng là quan hệ như thế nào? Vì sao mỗi người lần thứ nhất nhìn thấy Tống Thư Hàng, đều sẽ đem hắn ngộ nhận là Tống đầu gỗ? Chỉ cần lại nhìn nhìn lần thứ hai liền sẽ phát hiện hắn cùng Tống đầu gỗ hoàn toàn khác biệt. Vấn đề này, Tống Thư Hàng muốn biết, nàng cũng tương tự muốn biết. Xem ra, người phát hiện, kim sắc nam tử một mặt hí hư nói, chuyện này, bây giờ cũng không định gạt mọi người nữa. Sở các chủ. Trên thực tế, vị này Tống tiểu đạo hữu là ta con riêng. Đừng nói cho bất luận kẻ nào nha, kim sắc nam tử một mặt cảm khái nói. Sở các chủ sững sờ. Ha 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 ha, đùa với ngươi, ai sẽ có con riêng a? Không nói, ta thật phải đi. Kim sắc nam tử phất phất tay. Sở các chủ, hắn mụ mụ là ai? Kim sắc nam tử, a, là Kim Long, là Trình Lâm, Bạch Cốt, hoặc là ta không quen biết tiên tử. Lại hoặc là, người đã một mẻ hốt gọn, có rất nhiều con riêng. Sở các chủ liên tiếp báo ra mấy cái danh tự. Kim sắc nam tử lau mồ hôi, ta mới vừa rồi là đùa giỡn a, thật sự. Sở các chủ một đôi xinh đẹp con ngươi chăm chú nhìn kim sắc nam tử. Không lừa ngươi a, mà lại ngươi suy nghĩ một chút a, ta coi như thật sự muốn sinh con, khẳng định cũng phải sinh cái nữ nhi a. Nữ nhi nhiều đáng yêu, nhi tử nhiều nháo tâm, kim sắc nam tử chân thành nói. Sở các chủ nhắm lại con ngươi, không nói thêm gì nữa. Kim sắc nam tử dở khóc dở cười, phất phất tay, nói ta về trước a. Cho nên, ngươi ưa thích nữ nhi sao? Sở các chủ đột nhiên nói. Kim sắc nam tử, a, không có việc gì, lần sau lại nói. Sở các chủ nho nhỏ ngáp một cái, con người biến lười biếng. Kim sắc nam tử một mặt mộng bức, tiêu tán không thấy. Mà lúc này, tại một đầu dài rằng giặc không gian thông đạo bên trong. Tống Thư Hàng đang lao nhanh. Sau lưng hắn, không gian thông đạo đang không ngừng vỡ nát bên trong. Ngọa thảo, đến cùng xảy ra chuyện gì a? Tống Thư Hàng toàn lực thi triển quân tử vạn lý hành thân pháp. Tại không gian này trong thông đạo, ngự đao phi hành không thi triển được, chỉ có thể dựa vào 11 đường lao nhanh. Nhưng là, chỉ dựa vào lấy quân tử vạn lý hành chạy tốc độ so với đằng sau không gian thông đạo vỡ nát tốc độ muốn chậm rất nhiều. Tống Thư Hàng chỉ có thể xúc khí, tại sắp bị không gian thông đạo vỡ nát tốc độ gặp phải lúc, bạo phát thiên hành kiện, nhanh chóng kéo ra một khoảng cách. Bạo phát hoàn tất phía sau khôi phục lại quân tử vạn lý hành lao nhanh. Gặp quỷ, vì cái gì ta sẽ bị lưu tại không gian thông đạo bên trong? Vì cái gì đầu này không gian thông đạo không có cuối cùng? Tống Thư Hàng cười khổ nói. Trước đó, hắn cùng công đức xà mỹ nhân, quy tiền bối cùng một chỗ tiến vào không gian chi môn phía sau hắn liền không hiểu thấu tiến vào đầu này dài rằng giặc không gian thông đạo bên trong. Chính đáng sợ là, không gian thông đạo đột nhiên bắt đầu vỡ nát. Vỡ nát sau không gian thông đạo hóa thành không gian đứt gãy, chính là loại kia hội xoắn nát hết thảy không gian đứt gãy. Tống Thư Hàng chỉ có nhanh chân lao nhanh. Bất hạnh a, Tống Thư Hàng cười khổ, ngồi cái cổng không gian đều sẽ xảy ra vấn đề, vọng thiên. Lao nhanh quá trình bên trong, hắn còn thử mở ra bản thân hạch tâm thế giới. Nhưng hạch tâm thế giới bị quấy dày, tự cùng ban đầu ở thiên kiếp thế giới, bên trong đồng dạng. Muốn mở ra, cần rất dài kỹ năng đọc đầu thời gian. Cái viên kia mặt trời nhỏ, người mau lên T233 hào, tiễn hắn về hiện thế phủ văn, cũng không có hưởng ứng. Cho nên, ngoại trừ bỏ mạng lao nhanh bên ngoài, hắn không có lựa chọn nào khác. Dược hoàn, có phải hay không mấy ngày nay tại thú giới thay người, chữa bệnh, thu vật liệu luyện khí nhiều lắm, tâm quá đen. Cho nên đạt được báo ứng, Tống Thư Hàng lẩm bẩm nói. Nhưng là không đúng, mỗi lần hắn thay người nhổ, cửu u tà năng ô nhiễm. Phía sau đều có thể đạt được không ít công đức chi quang. Đây là tích thiện thành đức sự tình, không có lý do bị báo ứng a. Cũng không biết chạy bao lâu. Dù sao Tống Thư Hàng cảm giác mình đã chạy hết tốc lực một thế kỷ. Nếu như phía trước lại xuất hiện một số kim tệ a, đá quý a loại hình đồ vật, chính là Tống Thư Hàng bản Temple Run trò chơi đi. Tống Thư Hàng tự giễu nói. Đang lúc hắn vừa dứt lời, phía trước đột nhiên xuất hiện quang mang. Là xuất khẩu. Nhưng là, xuất khẩu lại ở vị trí nào? Tại không gian đứt gãy chạy vừa lâu như vậy, nói không chừng từ thú giới chạy đến cái khác chư thiên vạn giới cũng có thể. Mặc kệ tại vị trí nào, đi ra ngoài trước lại nói.
Tống Thư Hàng thả người nhảy lên, tư thế ưu mỹ, từ không gian thông đạo cửa ra vào chui ra ngoài. Yes, Tống Thư Hàng nắm tay đạo. Thân hình hắn xuất hiện ở giữa không trung, cấp tốc hạ xuống. Tống Thư Hàng tâm niệm vừa động, Hắc Liên xuất hiện tại hắn túc hạ, nâng thân hình của hắn. Diệp Tư còn tại Bích Thủy Các bên ngoài, vẫn còn tâm ma kiếp bên trong, người bảo nàng cũng vô dụng. Lúc này, Sở Các Chủ thanh âm vang lên. Tống Thư Hàng quay đầu, sau đó liền nhìn thấy Sở Các Chủ cái kia lười biếng phong cách vẽ mỹ nhân đầu. Ngọa thảo, Tống Thư Hàng thật sự bị giật nảy mình, Sở Các Chủ, người chuyện gì xảy ra? Như người thấy, chỉ còn cái đầu, bất quá ta bản thân cảm giác cũng không tệ lắm. Sở Các Chủ ngáp một cái. Tống Thư Hàng đạp trên Hắc Liên, tiếp cận Sở Các Chủ. Nhìn qua Sở Các Chủ, tay phải của hắn có chút dục dịch ngóc đầu dậy, chậm rãi hướng về phía trước với tới, thật mong muốn đi sờ Các Chủ đầu luôn cảm giác Sở Các Chủ đầu giống mao cầu đồng dạng, đặc biệt đáng yêu. Cắn người a, Sở Các Chủ đạo. Tống Thư Hàng lúng túng rút tay về. Ta vừa rồi gặp gỡ Tống đầu gỗ, ta hỏi hắn ngươi cùng hắn quan hệ trong đó. Sở Các Chủ bình tĩnh nói. Tống Thư Hàng nhãn tình sáng lên, hắn nói thế nào? Hắn nói, ngươi là con tư sinh của hắn. Sở Các Chủ đạo. Tống Thư Hàng. Tư, con riêng. Các chủ ngươi không nghe lầm. Tống Thư Hàng không dám tin. Hắn rõ ràng là mụ mụ 10 tháng hoài thai sinh, Tống ba ba còn có Tống mụ mụ lúc mang thai ảnh chụp, còn có Tống Thư Hàng vừa sinh ra ảnh chụp, còn có hắn lúc vừa ra đời xuất sinh chứng minh loại hình. Hắn làm sao có thể là Tống đầu gỗ con riêng? Mặc dù ta chỉ còn lại có một cái đầu, nhưng lỗ tai còn tại, ta chắc chắn sẽ không nghe lầm. Tống đầu gỗ chính miệng nói. Sở Các Chủ bình tĩnh nói. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên. Tình báo này quá nổ tung, hắn trong lúc nhất thời thật sự không thể nào tiếp thu được. Hắn khả năng không phải cha mẹ thân sinh. Sau một lúc lâu, Tống đầu gỗ thật không phải là đang nói đùa sao? Tống Thư Hàng thử hỏi. Sở Các Chủ nói, ai biết được, ngươi cũng biết qua một số liên quan tới Tống đầu gỗ sự, ngươi nên biết tính cách của hắn. Hắn có đôi khi nhìn như đang nói đùa trong lời nói, lại bao hàm một số rất nghiêm túc sự tình. Nhưng có đôi khi, hắn rất nghiêm túc đang giảng sự tình, lại ngược lại đang nói đùa. Cho nên, lời hắn nói là nói đùa đâu, vẫn là tại nói thật sự, ta cũng không biết. Tống Thư Hàng lá gan đau quá. Giả thiết, ta nói là giả thiết, nếu như ta thật là Tống đầu gỗ con riêng, vậy ta mẫu thân là ai? Tống Thư Hàng đạo. Trình Lâm A, Kim Long A, Bạch Cốt A, còn có rất nhiều ta không quen biết tiên tử, cũng có thể. Đúng rồi, nếu như mẹ của ngươi là Trình Lâm, ngươi cùng Diệp Tư liền biến thành tỷ đệ. Ha ha ha, Sở Các Chủ nói bổ sung. Tống Thư Hàng, nhật. Đùa thôi, Sở Các Chủ ngáp một cái, lười biếng nói. Tống Thư Hàng, a. Tống đầu gỗ cuối cùng nói, liên quan tới con riêng sự, hắn là tại cùng ta đùa giỡn. Sở Các Chủ nói, đúng rồi, ngươi vừa rồi giật mình bộ dáng cùng trước đó ta không sai biệt lắm. Nhìn thấy ngươi một mặt mộng bức dáng vẻ, trong lòng ta thoải mái hơn. Tống Thư Hàng, cho nên, ta không phải Tống đầu gỗ con riêng đúng không? Ai biết được, Tống đầu gỗ nói lời, tin hay không xem chính ngươi trực giác. Sở Các Chủ đạo. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, nếu là ta sớm điểm từ không gian thông đạo bên trong nhảy ra đến tốt bao nhiêu, gặp gỡ Tống đầu gỗ, có thể hỏi một chút máy giải mã đến cùng giấu ở đâu. Lúc này, phía ngoài đại hải quy, công đức xà mỹ nhân ôm Diệp Tư, bay tới. Thư Hàng, mau cứu Các Chủ. Diệp Tư thanh âm tại Tống Thư Hàng trong lòng vang lên. Tống Thư Hàng, ta muốn làm sao trợ giúp Sở Các Chủ. Mau cứu nàng. Diệp Tư ý thức lại phải lâm vào tâm ma trạng thái, chỉ kịp cuối cùng kêu lên một tiếng, liền vừa trầm tĩnh xuống dưới. Tống Thư Hàng thở dài, hắn đưa tay tiếp nhận Diệp Tư. Thân là linh quỷ, Diệp Tư tự chủ dung nhập thân thể của hắn. Lại nói, Diệp Tư vì sao lại ly thể mà ra? Công đức xà mỹ nhân đón lấy bình thiên quan, đồng dạng tiến vào Tống Thư Hàng thân thể. Bất quá tòa kỵ của nàng phì kình bị lưu tại bên ngoài cơ thể, nâng Tống Thư Hàng. Phì kình trong bụng, còn có một đầu lông trắng trợn trắng mắt, ở vào trạng thái hôn mê. Sở Các Chủ, có gì cần ta hỗ trợ địa phương sao? Tống Thư Hàng hỏi. Các chủ hiện tại liền thừa một cái đầu, cũng không biết thân thể của nàng còn có thể hay không mọc trở lại. Vấn đề này, chính ta không có chiêu. Sở Các Chủ nói, người có cái gì biện pháp giải quyết sao? Ta, Tống Thư Hàng chỉ bản thân, nói, Sở tiền bối, ta chỉ là tứ phẩm tiểu tu sĩ.
Chương 1247. Sở các chủ để cho ta sờ sờ đầu của ngươi được chứ? Tứ phẩm cảnh giới cũng không thấp, thả viễn cổ thời đại đều có thể xuất sư xuống núi sông Sáo, ngươi có thể làm. Sở các chủ không có vấn đề nói, đúng rồi, thù lao muốn hay không? Ngươi xem xuống diện bích thủy các, mặc dù bị đánh sập, nhưng là căn cơ vẫn còn ở đó. Đưa ngươi chứ sao, bất quá chỉ là đằng sau ta cái này hai cây đại thụ, ngươi chỉ sợ mang không đi. Tống Thư Hàng cúi đầu nhìn thấy vỡ nát, còn bị kịch độc ô nhiễm qua bích thủy các. Vọng Thiên, đây là cửu phẩm kịch độc, hắn đẳng cấp này tiểu tu sĩ dính đến một điểm sẽ chết, ngửi được một chút cũng là chết. Cái này thù lao ngài đưa ta cũng cầm không đi. Mà lại, bích thủy các là sở các chủ mệnh căn tử, hắn chỗ nào có thể cầm. Quân tử không đoạt người chỗ tốt, Tống Thư Hàng trả lời. Sở các chủ ngáp một cái kia không có biện pháp, ngoại trừ bích thủy các bên ngoài, ta tạm thời không có cái khác thù lao có thể cho ngươi. Duy nhất Diệp Tư đã sớm sống là người của ngươi, chết là quỷ của ngươi. Tống Thư Hàng gượng cười. Nghĩ đến cái gì biện pháp không? Sở các chủ hỏi. Các chủ, coi như nghĩ biện pháp cũng phải cho ta chút thời gian a, vấn đề này cũng không phải đầu óc đột nhiên thay đổi. Tống Thư Hàng dứt lời, chỉ thân thể của mình, cười hắc hắc nói, kỳ thật thân thể của ta hiện tại là hóa lỏng bộ dáng, nếu không cắt một điểm phân cho sở các chủ, ngưng tụ thượng thân thể mới đi ra. Mới không cần, sở các chủ đạo. Lúc này, bên người Đại Hải Quy nói, Thư Hàng, chuẩn bị tiến vào đầu óc đột nhiên thay đổi hình thức đi. Sở các chủ trong thân thể tồn trữ tiên năng tiêu hao hơn phân nửa, chờ năng lượng tiêu hao sạch sẽ, thân thể của nàng lại biết mở bắt đầu tiêu tán. Cuối cùng, cái gì cũng sẽ không lưu lại. Hừm, Tống đầu gỗ lưu lại tiên năng mặc dù không ít, nhưng hắn năng lượng cùng ta thuộc tính không hợp, tiêu hao so dự tính phải lớn. Ta cũng không biết mình có thể chống đến lúc nào. Sở các chủ đạo. Tống Thư Hàng gấp, cái kia Tống đầu gỗ đâu? Mau đem hắn kêu ra đến a. Hắn rời đi, trước khi đi. Hắn nói cứu ta loại phiền toái này sự tình liền giao cho ngươi đến giải quyết. Sở các chủ trả lời, nếu như nàng hiện tại có bả vai, nhất định phải phối cái nhún vai tư thế đến phối hợp. Sở các chủ không có nói Tống đầu gỗ nhấc lên, cuối cùng thủ đoạn, nàng gánh không nổi người kia. Tống Thư Hàng, a, à, vị này đại lão đang nói đùa gì vậy, chính ngươi đều chuyện không giải quyết được, ta giải quyết như thế nào? Hít sâu, tỉnh táo, giải quyết vấn đề. Đầu tiên phải biết vấn đề sinh ra nguyên nhân. Đúng bệnh hốt thuốc. Không biết vấn đề nguyên nhân một trận làm càn rỡ, rất có thể sẽ để vấn đề biến càng thêm phiền phức. Sở các chủ tình trạng của ngươi bây giờ như thế nào? Tống Thư Hàng hỏi. Chỉ còn cái đầu, đồng thời, ta còn tại một mực tiêu hao Tống đầu gỗ lưu lại tiên năng để duy trì thân thể. Chờ ta thân thể triệt để tiêu tán, có 90% trở lên muốn thần hình câu diệt, liền phục sinh thủ đoạn đều không hiệu quả loại kia. Sở các chủ bình tĩnh trả lời. Cho nên, sở các chủ vì cái gì ngươi còn có thể bình tĩnh như vậy a? Ngài biến thành cái trạng thái này nguyên nhân đâu? Tống Thư Hàng hỏi. Lúc trước hắn mặc dù thông qua công đức chi nhãn, chú ý bích thủy các bên trong chiến đấu hình ảnh, nhưng chi tiết phương diện cũng không rõ ràng. Ta bước ra chính mình đạo, đây là đầu thứ hai đạo. Chết một lần, là đại giới. Sau đó, phía sau cái này hai gốc cây chính là thành quả. Sở các chủ dứt lời, quay đầu nhìn về Khô Vinh song thụ. Hoàn toàn mới bích thủy các, đem tại này đôi cây bên trong trọng sinh. Tống Thư Hàng vuốt vuốt lông mày. Thiên thọ, đúng bệnh hốt thuốc cái giam á. Sở các chủ trạng thái đều dính đến cửu phẩm kiếp tiên con đường trường sinh, đây là trước mắt Tống Thư Hàng hoàn toàn không cách nào lý giải lĩnh vực. Sở các chủ coi như đem con đường trường sinh nguyên lý một chút xíu cùng hắn giảng một lần, Tống Thư Hàng cũng không có khả năng nghe hiểu. Cho nên, chỉ có cái cuối cùng lựa chọn. Tống Thư Hàng hái đi bản thân tay phải bao tay, sở các chủ, để cho ta sờ sờ đầu của ngươi. Không sai, lựa chọn cuối cùng chính là, xem xét bí pháp, nhìn nó giám định hiệu quả. Xem xét sở các chủ khẳng định phải trả một cái giá thật là lớn, nhưng cũng may hắn hiện tại là chất lỏng trạng thái, phun máu phun lại thảm cũng không quan hệ. Dù sao phun ra đi chất lỏng, cũng còn có thể trở về. Lần nữa tuyên bố. Diệt Phượng tiền bối cái này hóa lỏng thiên phú thật sự là quá tuyệt vời. Cùng hắn xem xét bí pháp phối hợp lại, thiên y vô phùng. Cắn ngươi a, sở các chủ đạo. Sở các chủ, phối hợp một chút, ta sau đó phải thi triển một cái bí thuật này cùng Tống đầu gỗ có quan hệ. Tống Thư Hàng nghiêm túc nói. Sở các chủ nghe đến đó, có chút dừng lại. Sau đó, nàng trầm mặc xuống,
không tái phát nói. Đây là ngầm cho phép Tống Thư Hàng đề nghị. Tống Thư Hàng mỉm cười, sau đó hắn duỗi ra tay phải của mình, ấn tại Sở Các Chủ trên đầu. Xúc cảm siêu cấp bổng, vừa sờ đi lên sau hoàn toàn không dừng được. Trái sờ phải sờ, xoay quanh sờ, vuốt lông sờ, nghịch mao sờ. Nếu để cho ta biết, tại trên đầu ta sờ tới sờ lui không phải ngươi thi triển bí pháp nhất định phải chương trình, ngươi liền xong rồi. Sở Các Chủ cắn răng nói. Tống Thư Hàng tay cứng đờ. Khục, Sở Các Chủ, kỳ thật ta đây là đang nổi lên tình cảm. Cái bí pháp này đại giới so sánh lớn, ta cần chuẩn bị kỹ càng cảm xúc. Tống Thư Hàng nghiêm túc nói. Đại giới khá lớn, cần bao lớn đại giới, đến lúc đó ta đền bù tổn thất ngươi. Sở Các Chủ thanh âm mềm nhũn. Thật đáng tiếc, cái này đại giới Sở Các Chủ ngài có thể bổ không được ta. Tống Thư Hàng nhếch miệng cười một tiếng, trong đầu hồi ức 88.888 cái thanh âm, thôi động xem xét bí pháp. Phù văn màu vàng từ hắn trong hốc mắt chảy ra, rơi trên người Sở Các Chủ. Sau một khắc, Tống Thư Hàng trên người lăng không vỡ ra từng đạo lỗ hổng. Mỗi một đạo lỗ hổng đều có hơn tấc sâu, vô số hóa lỏng, máu tươi, từ trong vết thương phun ra. Thậm chí tại lồng ngực vị trí, một vết thương cho Tống Thư Hàng thân thể mở cái trong suốt lỗ thủng. Đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức, Tống Thư Hàng hốc mắt chỗ có nước mắt không ngừng rơi xuống. Xem xét Sở Các Chủ cần thiết trả ra đại giới cùng dự tính đồng dạng, quá nặng nề. May mắn hắn là hóa lỏng trạng thái, mới có thể liều mạng. Nếu như là trạng thái bình thường, còn không có dám định ra Sở Các Chủ tin tức, chính hắn cũng bởi vì máu tươi dâng trào quá nhiều mà chết rồi. Sở Các Chủ, nguyên lai là cái này a. Nếu như dưới tình huống bình thường, Tống Thư Hàng hẳn là đục máu phun máu. Bất quá bây giờ, hắn toàn thân phun ra đại lượng chất lỏng, càng thêm kinh dị chính là, loại chất lỏng này phun ra về phía sau, tại một lát sau sẽ còn trở về Tống Thư Hàng thân thể. Đau nhức đau nhức đau nhức, vết thương có thể khôi phục, máu tươi có thể trở về, cái này đau nhức nhưng phải gấp bội. Tống Thư Hàng liệt nha đạo. Cũng may, xem xét bí pháp thi triển thành công. Bí pháp phù văn trên người Sở Các Chủ ngưng tụ làm đồng hồ, kim đồng hồ nghịch chuyển, về sau lại hóa thành phù văn trở về Tống Thư Hàng hai mắt. Tống Thư Hàng, còn tốt, lần này nỗ lực có thu hoạch, không có thất bại. Hiện tại hắn thân thể còn tại kịch liệt run rẩy, nhẫn thụ lấy khó có thể tưởng tượng kịch liệt đau nhức. Loại này kịch liệt đau nhức đã đạt tới hiện tại hắn điểm tới hạn, hắn thực sự không có lòng tin lại thi triển một lần bí pháp. Lại thi triển một lần, chỉ sợ giám định thuật vẫn chưa hoàn thành. Hắn liền phải trước một bước ngạnh sinh sinh đau nhức ngất đi. Tạ ơn, Sở Các Chủ nói khẽ. Tống Thư Hàng sắc mặt tái nhợt, loại này đau nhức đại giới, đích thật là nàng không tốt bổ đại giới. Lúc này, xem xét bí pháp kết quả truyền vào Tống Thư Hàng ý thức. Sở tiên tử, viễn cổ thời đại, bích thủy các chủ, cửu phẩm kiếp tiên đỉnh phong, ngưng tụ bản thân, đạo, tồn tại. Còn lại, sơ lược. Liên quan tới Sở Các Chủ tự thân các loại tình báo. Không có dám định ra quá nhiều. Đây là Tống Thư Hàng ý chí thôi động, xem xét bí pháp, lúc làm lựa chọn, xem xét bí pháp dám định ra nội dung càng nhiều, cần trả ra đại giới cũng càng lớn. Hắn không thể đem đại giới dùng tại xem xét Sở Các Chủ thông tin cá nhân bên trên, hắn cần chính là dám định ra giải quyết Sở Các Chủ bây giờ trạng thái phương án. Trong đầu, xem xét kết quả tiếp tục hiển hiện. Khoảng cách Sở Tiên Tử triệt để tiêu tán còn có 1 giờ 34 phút. Phương án giải quyết 1, tìm kiếm Trình Lâm nữ đế, lợi dụng nàng con đường trường sinh, đem Sở tiên tử hình thái chuyển hóa. Tống Thư Hàng thở dài, Trình Lâm nữ đế đi nơi nào tìm a? Trước đó nàng ngược lại là trên người Diệp Tư xuất hiện một lát, nhưng về sau lại lập tức rời đi. Nữ đế từ trước đến nay vô ảnh đi vô tung, chỉ có nàng chủ động tới cửa liên hệ, muốn đi chủ động tìm kiếm nàng quả thực là truyền kỳ cấp sử thi nhiệm vụ. Trình Lâm tiên tử, người vẫn còn chứ? Tống Thư Hàng thử kêu to vài tiếng. Hắn đây là triệu hoán, bạch tiền bối, đã thành thói quen. Chỉ cần vận khí tốt, có đôi khi gọi vài tiếng, liền có thể cùng, bạch tiền bối, liên tuyến thành công. Trình Lâm tiên tử quay số điện thoại thất bại. Phương án thứ nhất bài trừ. Phương án giải quyết 2, sử dụng ngữ linh chi thuật, duy trì Sở tiên tử một điểm chân linh không tiêu tan. Phối hợp Sở tiên tử trước đó bố trí phục sinh chi pháp. Có 30% tỷ lệ phục sinh trọng sinh. Ngữ linh chi thuật là cái gì? Tống Thư Hàng khổ não nói. Hắn căn bản sẽ không tương tự pháp thuật, siêu độ chi pháp nhưng thật ra là biết. Mà lại,
cái phương án này tỷ lệ thành công có chút thấp, chỉ có 30% tỷ lệ. Không đến cuối cùng thời khắc, không đề nghị sử dụng cái phương án này. Phương án giải quyết 3, tiến về chư thiên vạn giới, tử linh giới, tại tử linh giới trung tâm nhất tìm kiếm, sinh mệnh chi tuyền, lấy sinh mệnh chi tuyền tẩm bổ, có thể chậm rãi khôi phục sở tiên tử thân thể. Chư thiên vạn giới chi tử linh giới, đây là Tống Thư Hàng nghe được trừ thú giới bên ngoài cái thứ hai, chư thiên vạn giới. Nghe danh tự liền biết đây là một cái cao đoan cự hình phó bản, hoàn toàn không phải hắn loại này tứ phẩm tiểu hào có thể xông vào địa phương. Chỉ sợ hắn liền tử linh giới bên ngoài đều không xông vào, liền bị nghiền nát thành cặn bã. Mà lại, sợ các chủ tiêu tán chỉ còn lại nửa giờ. Hắn ở đâu ra thời gian đi xông tử linh giới? Còn có cái khác phương án sao? Tống Thư Hàng liều mạng xoa huyệt thái dương. Đáng tiếc, xem xét kết quả là chỉ cung cấp cái này ba cái phương án. Có lẽ còn có càng nhiều có thể cứu sở các chủ biện pháp, nhưng lấy Tống Thư Hàng hiện tại bí pháp tu vi, không cách nào dám định ra càng nhiều tin tức. Quy tiền bối, sở các chủ, các ngươi ai sẽ ngự linh chi thuật? Tống Thư Hàng hỏi. Đại Hải Quy lắc đầu. Sở các chủ, ta hội. Cái này ngự linh chi pháp học tập khó khăn sao? Tống Thư Hàng nhãn tình sáng lên. Không tính khó khăn, ta lúc ấy học được 2 tháng liền nắm giữ. Sở các chủ đạo. Tống Thư Hàng. 2 tháng sau, ngài ngay cả cặn cũng không còn lại. Thứ hai cái phương án không có cách nào hoàn thành. Nói cách khác, chỉ có thể đi tìm Trình Lâm, hoặc là tìm sinh mệnh chi tuyền. Sinh mệnh chi tuyền. Hắn không khỏi nhớ tới bản thân, Hoạt Tuyền. Chương 1248. Trong ngực ôm hán sát. Tử linh giới trung tâm nhất lại dựng dục ra, sinh mệnh chi tuyền, đây là vật cùng tất phản nguyên lý. Xảo chính là, hắn hạch tâm thế giới, Hoạt Tuyền, cũng là đem cửu u tà năng chuyển hóa tới, ngưng tụ mà thành. Mỗi một chén Hoạt Tuyền cùng nho ra quân tử kim liên hạt sen đồng dạng, đều có thể duyên thọ 50 năm, mà lại. Hương vị còn rất tuyệt đấy. Đang tìm không đến Trình Lâm điều kiện tiên quyết, sông tử linh giới, cũng không phải 1-2 cái giờ bên trong có thể làm được sự. Cho nên, có muốn thử một chút hay không ta hạch tâm thế giới, Hoạt Tuyền. Nghĩ tới đây, Tống Thư Hàng đối sở các chủ nói, sở các chủ, tiếp xuống ta muốn đem vị trí của ngươi chuyển di một chút, ngươi không nên phản kháng. Lấy sở các chủ thực lực, nếu là chính nàng ý chí kháng cự, Tống Thư Hàng nhưng không cách nào đưa nàng cưỡng ép đưa vào đến hạch tâm thế giới. Lại thêm hiện tại hắn hạch tâm thế giới đang đứng ở thăng cấp trạng thái, cho nên có một số việc cần đặc biệt cẩn thận. Chuyển di vị trí, tốt a, ta sẽ phối hợp ngươi làm việc, sở các chủ đạo. Tống Thư Hàng tay phải lại không bỏ được tại sở đầu chủ trên đầu nhẹ nhàng sờ lên. Sở các chủ, đây là chuyển di vị trí nhất định phải chương trình đúng không? Nhất định, Tống Thư Hàng đạo. Sở các chủ. Đang khi nói chuyện, Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mở ra hạch tâm thế giới, đem sở các chủ chuyển di đi vào, an trí tại, Hoạt Tuyền, biên giới. Đồng thời tâm ý của hắn khẽ động, Hoạt Tuyền tuyền thủy tuôn ra, đem sở các chủ thân thể nhẹ nhàng bao khỏa. Thế nào, cảm giác khá hơn chút nào không? Tống Thư Hàng hỏi. Ẩn chứa sinh mệnh lực tuyền thủy, người đây là từ chỗ nào làm bảo bối? Sở các chủ hỏi ngược lại. Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, nho ra, ta cùng nho ra đặc biệt có duyên. Nha, sở các chủ kinh ngạc đánh giá mắt Tống Thư Hàng. Sau đó, nàng lại nhắm mắt lại cảm ứng đến trạng thái bản thân. Từ, Hoạt Tuyền, tuyền thủy tưới nhuần thân thể nàng phía sau nàng nguyên bản đang, tiêu tán, thân thể lập tức ổn định lại, tiêu tán tốc độ bị vô hạn chậm lại. Lúc đầu Tống đầu gỗ cho nàng lưu lại tiên năng, nhiều nhất chỉ có thể duy trì nàng nửa giờ thời gian tồn tại. Mà bây giờ, chiếu tốc độ bây giờ tiếp tục suy tính, đoán chừng trong vòng mấy năm, nàng đều không có tiêu tán nguy cơ. Sở các chủ mở to mắt, đem trạng thái bản thân nói cho Tống Thư Hàng. Nói cách khác, Hoạt Tuyền tuyền thủy cũng chỉ có thể ức chế bệnh tình của ngươi, cũng không thể giải quyết vấn đề. Tống Thư Hàng vuốt vuốt huyệt thái dương. Ta ngược lại cảm giác hẳn là ngươi, Hoạt Tuyền, hiệu quả còn kém một số nguyên nhân. Nếu như ngươi cái này, Hoạt Tuyền, hiệu quả lại đề thăng mấy lần, đánh vỡ loại rằng con này trạng thái lời nói không chừng thân thể của ta trạng thái có thể có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Sở các chủ trả lời. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng vỗ tay một cái, ta, Hoạt Tuyền, gần nhất một chút thời gian vừa vặn muốn thăng cấp một phen. Cái kia đến lúc đó nhìn lại hiệu quả trị liệu. Nếu như có thể hữu hiệu liền không thể tốt hơn. Nếu như không có hiệu quả, vậy hắn còn có thời gian đi tìm Trình Lâm, hoặc là đi, vong linh giới, trực tiếp làm sinh mệnh chi tuyền.
Sở các chủ ngươi ở chỗ này trước nghỉ ngơi thật tốt, sau đó. Phía ngoài Bích Thủy Các nên xử lý như thế nào? Tống Thư Hàng hỏi. Sở các chủ con ngươi hơi trầm xuống, Bích Thủy Các, đã không quan hệ rồi. Ngài rốt cục chịu buông xuống tâm kết này rồi. Tống Thư Hàng chúc mừng đạo. Sở các chủ lắc đầu, Bích Thủy Các sự, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Tiếp đó, Bích Thủy Các hội phát triển trở thành cái dạng gì, liền giao cho một vị khác tân sinh, sở các chủ. A, à, Tống Thư Hàng một mặt mộng bức. Nếu là con đường trường sinh, coi như, đạo, có vấn đề, nhưng ta nhất định sẽ lấy một loại nào đó hình thái, trường sinh, xuống dưới, sẽ không đơn thuần tiêu tán. Sở các chủ bình tĩnh nói. Cho nên, bên ngoài sẽ xuất hiện một cái sở các chủ. Tống Thư Hàng hỏi. Đầu năm nay, có phải hay không mỗi người đều muốn làm cái tự thân đi ra, mới xem như mốt. Hắn vuốt vuốt ý nghĩ của mình, nói cách khác, nếu như ta lần này tới không kịp nhìn thấy tiêu tán ngươi, sau đó ngươi, phục sinh, thất bại, đến lúc đó ta cùng Diệp Tư liền sẽ tiếp xúc đến vị kia sở các chủ, sau đó nàng liền sẽ thay thế ngươi. Sở các chủ, ngươi cho là như thế, cũng không sai. Ký ức phương diện đâu? Tống Thư Hàng hỏi. Sở các chủ, ngươi cứ nói đi. Nói cách khác ký ức đều hoàn toàn tương tự, cho nên, ta có cái vấn đề lớn. Tống Thư Hàng đột nhiên nghiêm túc nói, sở các chủ, tại trước ngươi có phải hay không còn có sở các chủ 0.1 bản? Hoặc là sở các chủ 0.2 bản loại hình? Sở các chủ, khục, ta đi ra ngoài trước. Tóm lại, sở các chủ ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi thật tốt. Tống Thư Hàng dứt lời, lại đem cái kia hộp ngọc buông xuống. Chính là cái kia hồng thủy tinh điêu khắc, sinh động như thật sở các chủ. Há, vật này được đưa đến ngươi nơi này à? Sở các chủ nói khẽ. Tống Thư Hàng, a, à, không phải ngươi cố ý để tán đạo nhân đưa đến trong tay của ta sao? Hừm, ngươi cho rằng như vậy cũng không có mau bệnh. Sở các chủ đạo. Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng từ hạch tâm thế giới bên trong bước ra. Mới vừa xuất hiện, Đại Hải Quy đột nhiên người đứng thẳng đem hắn nâng lên, hắn mở rộng bước chân, thật nhanh chạy cách Bích Thủy Các. Tống Thư Hàng, Quy tiền bối, làm gì đâu? Vọng Thiên Bích Thủy Các có biến, chính ngươi nhìn, Quy tiền bối trả lời. Tống Thư Hàng ngẩng đầu nhìn lại, toàn bộ Bích Thủy Các này lúc như là địa ngục, kịch độc đã cùng Bích Thủy Các hòa làm một thể, trong đó kiến trúc bốn phía lở. Nguyên bản những cái kia, Bích Thủy các đệ tử, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Tán đạo nhân vẫn còn chứ? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Tại nguyên, Bích Thủy Các, bên trong, tán đạo nhân là cái rất đặc thù cá thể. Toàn bộ Bích Thủy Các đã không có bất luận cái gì vật sinh tồn ở. Quy tiền bối trả lời, mặt khác, ngươi nhìn cái kia khô vinh song thụ, vọng thiên, sở các chủ con đường trường sinh quá quỷ dị. Tống Thư Hàng lại nhìn phía cặp kia cây. Nguyên bản đồng dạng cao lớn khô vinh song thụ bên trong, gốc cây kia hiện ra sinh mệnh khí tức, vinh, chi thụ, lúc này lại rút lại một nửa. Tại hắn bên cạnh, gốc cây kia đại biểu cho, khô, đại thụ, hình thể càng phát ra phồng lớn. Cây khô bên trên, dọc theo từng đầu cây mây, quấn ở, vinh, chi thụ bên trên. Hắn đang hấp thu đối phương. Khi Tống Thư Hàng quay đầu thời điểm, cái này hấp thu quá trình vừa vặn tiến vào giai đoạn sau cùng. Cây khô đột nhiên vỡ ra, liền phảng phất nới rộng ra miệng. Cây khô thân cây uốn lượn, một thanh liền đem, vinh chi thụ, nuốt xuống. Vọng thiên, Tống Thư Hàng cũng không nhịn được nói. Cây khô tại thôn vệ một bụi khác phía sau cây, trên đỉnh cây kết xuất một cái to lớn trái cây. Trái cây vỡ ra, một đầu đáng yêu bàn chân nhỏ từ đó bước ra. Chỉ thấy một đầu trắng noãn chân nhỏ từ trái cây bên trong bước ra, chân ngọc như tuyết tinh óng ánh, màu u bàn chân màu da liền như là trong suốt, ẩn ẩn chiếu ra mấy đầu tinh tế mạch máu. 10 cái ngón chân hiện ra nhàn nhạt màu hồng phấn, liền như là cánh hoa. Đại Hải Quy thì thầm. Tống Thư Hàng, Quy tiền bối ngài tại niệm cái gì? Ta tại niệm tâm của ngươi ma, đây là mỗi nhân loại nam nhân đều sẽ có tâm ma. Đại Hải Quy nghiêm túc nói. Tống Thư Hàng nhún vai, thật đáng tiếc, ta không phải chân khống. Nhớ kỹ 4 tháng trước, hắn còn một mực cảm giác nhìn nữ nhân nhìn chân là rất chuyện bất khả tư nghị, không thể nào hiểu được thổ ba bọn hắn mê luyến chân dài minh tinh manh điểm. Chân thứ này nam nhân bản thân cũng có, nữ nhân chân không cẩn thận điểm, càng trắng mịn điểm, cũng không có gì đặc thù nha. Bất quá hôm nay, Tống Thư Hàng đang nói ra câu nói này thời điểm, ẩn ẩn có điểm tâm hư. Linh, trái cây bên trong thân ảnh rốt cục hoàn chỉnh xuất hiện. Nàng cái chân còn lại trên cổ tay,
buộc lên một cái kim sắc chuông lục lạc, nhẹ nhàng đi một bước liền sẽ phát ra êm tai tiếng chuông. Tống Thư Hàng ngẩng đầu nhìn nàng một chút. Quả nhiên là nàng. Sở các chủ. Bất quá, trước mắt vị này sở các chủ nhìn tương đối tuổi trẻ. Mái tóc dài của nàng không có sở các chủ dài như vậy, chỉ bằng đến bắp chân cong chỗ. Trên người nàng ăn mặc viễn cổ thời đại phong cách váy, trần trụi hai chân. Tại nàng y phục thượng còn mang theo một cái trứng bồ câu lớn thủy tinh châu. Sở các chủ duỗi lưng một cái, trên mặt nàng không có loại kia lười biếng cảm giác, có chỉ có thanh xuân cùng hoạt bát. Thư Hàng, người cũng tại á. Sở các chủ vui vẻ nói. Thanh âm vẫn là cái thanh âm kia, nhưng phát âm phương thức có chút khác biệt. Sở các chủ phát ra tiếng lúc, thanh tuyến hơi thấp chìm, có loại chưa tỉnh ngủ không còn chút sức lực nào cảm giác. Mà sở các chủ phát ra tiếng lúc, đường dây riêng êm tai mượt mà. Liên phảng phất, nàng không có trải qua, bích thủy các tai nạn, trên người tràn đầy sức sống. Sở các chủ nhìn thấy Tống Thư Hàng phía sau nhẹ nhàng nhảy lên, rơi vào Tống Thư Hàng bên người. Sở tiền bối, Tống Thư Hàng duy trì mỉm cười nói. Luôn cảm giác ngươi tại xa cách ta. Sở các chủ nháy nháy mắt, sau đó đột nhiên nói, đúng rồi, ta có cái đồ vật muốn cho ngươi. Tống Thư Hàng, thứ gì? Đầu gỗ vật lưu lại. Ta cảm giác hắn không phải để lại cho ta, giao cho ngươi nên là thích hợp nhất. Sở các chủ hì hì cười nói. Dứt lời, nàng đưa tay đối phía dưới bích thủy các nhẹ nhàng một chiêu. Một quyển quyển trục bằng da thú bị chiêu tới, rơi vào trong tay nàng. Cho ngươi, nàng đem quyển trục bằng da thú giao cho Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng trong lòng hơi động. Hắn nhịp tim cũng không khỏi ẩn ẩn tăng tốc. Quyển trục bằng da thú, tống đầu gỗ vật lưu lại. Không phải là cái kia đi. Tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công bí văn giải mã thiên. Tống Thư Hàng đưa tay tiếp nhận cuốn da thú này trục, không kịp chờ đợi đem hắn mở ra. Nhưng là, đang chuyển động thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác choáng đầu hoa mắt. Hắn trúng độc. Quyển trục này bên trên, còn sót lại trước đó cái kia thú tu chất lỏng kiếp tiên lưu lại kịch độc. À, ta quên đem phía trên độc tố cho thanh lý đi. Sở các chủ ngượng ngùng nói. Nàng đưa tay dựng trên tay Tống Thư Hàng, nhẹ nhàng quét qua. Một đạo tiên năng đảo qua, trên quyển trục kịch độc cùng Tống Thư Hàng kịch độc trong cơ thể, toàn bộ bị một thanh mà không. Tạ ơn sở các chủ, Tống Thư Hàng nhẹ nhàng thở ra. Không cần khách khí với ta, sở các chủ hì hì cười nói. Tống Thư Hàng lần nữa mở ra quyển trục, quan sát trên đó nội dung. Sau một khắc, hắn một mặt buồn bực đem quyển trục khép lại. Trên quyển trục tất cả đều là viễn cổ phù văn. Xem không hiểu sao, sở các chủ hỏi. Ta nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn đem viễn cổ văn nắm giữ. Tống Thư Hàng cắn răng nói. Hi hi, cố gắng. Sở các chủ đột nhiên cho Tống Thư Hàng một cái ôm. Tống Thư Hàng thân hình cứng đờ. Uy, Tống Thư Hàng tiểu hữu. Sở các chủ dán tại hắn bên tai, nói khẽ, đem một cái khác ta cuối cùng bộ phận giao cho ta đi. Không có cái kia bộ phận. Ta cũng không phải là hoàn chỉnh ta đây. Ngươi, sẽ không cự tuyệt ta, đúng không? Mảnh khảnh cánh tay ôm thật chặt Tống Thư Hàng. Ấm áp nhưng lại nguy hiểm ôm. Nếu như ta cự tuyệt, ngươi sẽ dùng trong ngực ôm hán sát đối phó ta. Tống Thư Hàng đạo. Chương 1249. Bắc Phương Đại Đế cũng có cái. Trong ngực ôm hán sát, mặc dù không biết ngươi đang giảng cái gì. Bất quá, ngươi muốn cự tuyệt thỉnh cầu của ta. Không còn nghiêm túc suy tính một chút sao? Sở các chủ tựa ở Tống Thư Hàng bên tai, thổ khí như lan. Thanh âm êm tai, nhưng trong đó ẩn chứa không che giấu chút nào ý uy hiếp. Khục Tống Thư Hàng nói, sở các chủ ngươi vậy mà không biết cái này ngạnh. Vậy ta đến cùng ngươi giải thích một chút. Kỳ thật, cái gọi là, trong ngực ôm hán sát, chính là, trong ngực ôm muội sát, biến dị bản, cụ thể tư thế có thể tham khảo ngươi cùng ta hiện tại trạng thái. Ta không cần giải những này vô dụng tri thức, người bây giờ cần phải làm là suy nghĩ thật kỹ một chút đề nghị của ta. Sở các chủ cắt ngang Tống Thư Hàng, nàng vẫn như cũ dán chặt lấy Tống Thư Hàng lỗ tai, nhẹ nhàng thở hắt ra, người có cảm giác rồi. Có, Tống Thư Hàng thành thật nói, sở tiền bối cánh tay của ngươi vuốt ve quá chặt, tiếp tục như vậy nữa, ta liền nát cho ngươi xem. Vậy ngươi ngược lại là nát một cái a? Sở các chủ cười duyên nói. Sau một khắc. Tống Thư Hàng thật sự vỡ thành một bãi. Chỉ cần giải trừ cương thủ trạng thái, thân thể của hắn liền sẽ hóa thành thể lỏng, từ sở các chủ trong ngực di chuyển. Quy tiền bối, chúng ta đi. Tống Thư Hàng đạo. Đại Hải Quy liếc mắt.
Đi cái quy đản, vị này sở các chủ thế nhưng là trường sinh giả cấp bậc tồn tại, mà hắn cảnh giới thụ phong bên trong, đi như thế nào? Hiện tại toàn bộ không gian đều bị phong ấn, căn bản đi không nổi. Ha 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 ha, thú vị. Bất quá, ngươi thật sự cho là mình có thể từ trong tay của ta đào tẩu sao? Sở các chủ duỗi ra ngón tay, trong hư không vẽ một vòng tròn. Một bãi hình dáng Tống Thư Hàng cùng Quy Tiền Bối liền bị, vòng, vây khốn, liền di động phạm vi đều bị hạn chế. Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một lần nữa vận chuyển cương thủ, hóa thành nhân hình, sở tiền bối, miễn cưỡng là không có hạnh phúc. Người đem ta cưỡng ép vây khốn cũng không phải biện pháp, cho nên, người vẫn là từ bỏ đi. Ta cự tuyệt, sở các chủ lắc đầu nói. Tống Thư Hàng, dưa hái xanh không ngọt. Thêm điểm đường liền tốt, còn nữa ta nhưng thật ra là mặn đảng, uống đậu hủ não ta uống mặn, không ăn ngọt. Sở các chủ đắc ý nói. Tống Thư Hàng, dị đoan. Ha ha, sở các chủ duỗi ra ngón tay, ta muốn lấy được đồ vật liền nhất định phải đạt được. Vì bảo hộ Bích Thủy Các, vì Bích Thủy Các sẽ không lại bị bất luận kẻ nào phá hư, ta nhất định phải có được bảo hộ nó thực lực. Ta nhất định phải biến thành hoàn chỉnh ta. Đây là thứ nhất. Nàng lại duỗi ra ngón tay thứ hai, điểm thứ hai, một cái khác ta đã làm xong hy sinh chuẩn bị, toàn bộ kế hoạch là một cái khác ta tự thân ý chí, không có người ép buộc nàng. Ngược lại là các ngươi, từ đó cản trở cắt ngang kế hoạch của chúng ta. Cho nên, các ngươi không ngờ bản thân quá nhiều nòng nhàn sự sao. Sở tiền bối ngươi nói rất hay có đạo lý, Tống Thư Hàng cảm thán nói. Sở các chủ, cho nên, đem một cái khác ta trả lại cho ta đi. Tốt ha. Chuyện cho tới bây giờ ta chỉ có nói cho ngươi chân tướng. Nếu như sở tiền bối muốn đi tìm một cái khác ngươi, đi tìm Tống Đầu Gỗ đi. Tống Thư Hàng chân thành nói. Sở các chủ. Sở tiền bối ngươi nhìn ta chỉ là một cái tứ phẩm nho nhỏ tu sĩ. Ngươi cảm giác dựa vào thực lực của ta cùng thủ đoạn, có thể trợ giúp đến một cái khác ngươi, cũng ngăn cản nàng tiêu tán sao. Cái này quá không tu chân. Cho nên, ngươi chỉ cần cẩn thận suy nghĩ một chút liền có thể đoán ra, kỳ thật. Hết thảy đều là Tống Đầu Gỗ nồi. Tống Thư Hàng đạo. Sở các chủ nháy nháy mắt. Nàng vậy mà cảm giác Tống Thư Hàng giảng thật vô cùng có đạo lý. Cho nên, đi tìm Tống Đầu Gỗ đi. Tên kia thiếu ăn đòn. Tìm tới hắn phía sau đem hắn đánh khóc đi. Chính hắn cũng đã nói, giọt nước mắt của hắn có thể trân quý. Tống Thư Hàng giật dây nói. Tống Thư Hàng, người cái này đại hoạt đầu. Sở các chủ đạo. Nói xong, nàng xoay người lại. Chân trần đạp trên hư không, trở về cái kia cây khô. Mỗi bước ra một bước, trắng noãn trên cổ chân buộc lên chuông lục lạc liền sẽ phát ra êm tai tiếng vang. Trở lại cây khô thượng phía sau sở các chủ xoay người lại, nói tiếp xuống ta hội trùng kiến Bích Thủy Các, cũng đem Bích Thủy Các bên trong đồng bạn hồn phách tỉnh lại. Toàn bộ Bích Thủy Các trùng kiến quá trình sẽ có chừng một tháng. Một tháng sau, ta lại đi tìm ngươi. Lần tiếp theo, ta nghĩ ngươi nhất định có thể cho ta hài lòng đáp án. Sở các chủ đạo. Tống Thư Hàng. Sở các chủ một lần nữa chui vào cây khô thượng trái cây bên trong, thân hình của nàng cùng cây khô muốn hòa làm một thể. Cuối cùng, ngọt đậu hủ não mới là dị đoan. Nàng nghiêm túc nhìn qua Tống Thư Hàng, lần nữa nói, dị đoan. Sau khi nói xong thân hình của nàng liền biến mất không thấy. Tống Thư Hàng. Theo sở các chủ thân hình biến mất, giam cấm Tống Thư Hàng cùng Quy Tiền Bối, vòng cũng bị giải khai. Bích Thủy Các phía trên, không gian cấm chế, đồng dạng mở ra. Đại Hải Quy lần nữa nâng lên Tống Thư Hàng, cũng không quay đầu lại, chạy vội rời đi Bích Thủy Các vị trí. Tống Thư Hàng, Quy Tiền Bối không cần như thế hoảng, ta cảm giác cái này sở các chủ mặc dù có gì đó quái lạ, nhưng nàng đối với ta cũng không có sát ý. Đại Hải Quy liếc mắt, đúng vậy a, đối với ngươi không có sát ý, ngược lại còn thân hơn thân đùa giỡn ngươi. Nhưng là nàng đối với ta cũng không hữu hảo. Từ đầu tới đuôi ta cũng cảm giác nàng đang dùng ánh mắt tham lam nhìn ta chằm chằm, muốn đem ta nấu canh. Nếu như không phải ở ngay trước mặt ngươi, nàng khẳng định đã ra tay với ta. Tống Thư Hàng, không đến mức a. Ngươi đối nàng mà nói, là một cái tương đối đặc thù cá thể. Nàng có lẽ sẽ không tổn thương ngươi, nhưng thân là trường sinh giả nàng có vô số loại sẽ không tổn thương ngươi lại để ngươi khổ không thể tả thủ đoạn. Trước đó sở các chủ con đường trường sinh quá quỷ dị. Cái này tân sinh sở các chủ, cũng không biết là dùng cái gì nguyên vật liệu ngưng tụ mà thành. Dù sao, nàng rất nguy hiểm. Chờ quay đầu phía sau ta đi hỏi một chút ta chủ, nhìn xem ta chủ năng không thể suy đoán ra chút gì tới. Đại Hải Quy nhắc nhở.
Nhắc lên Bắc Phương Đại Đế phía sau Đại Hải Quy liền nghĩ tới chuyện lúc trước. Nói trở lại, vừa rồi cái kia tống đầu gỗ, triệu hoán đi ra xích kim sắc trong không gian, lại có ta chủ tồn tại. Ta chủ lúc nào chạy đến xích kim sắc thế giới bên trong đi. Đại Hải Quy lại nói. Tống Thư Hàng, cái gì? Đại Đế vừa rồi cũng xuất hiện. Hừm, nhưng là ta chủ tình huống có chút không đối hí, hắn cũng không đến cùng ta nhận nhau. Đại Hải Quy đạo. Đại Hải Quy mang theo Tống Thư Hàng một đường lao nhanh, rời xa Bích Thủy Các. Lao nhanh quá trình bên trong, hắn đem tống đầu gỗ lấy kim sắc tráng hán hình tượng, ở lúc mấu chốt đăng tràng, tống đầu gỗ triệu hồi ra xích kim sắc thế giới, trong đó có 7 vị trường sinh giả, mấy vạn kim giáp tướng sĩ, sự, cùng Tống Thư Hàng bản tóm tắt một lần. Ta chủ lúc ấy ngay tại xích kim sắc thế giới 7 vị trường sinh giả bên trong. Đại Hải Quy đạo. Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ, có thể hay không nơi đó chính là Đại Đế nói, tị thế chỗ. Đại Đế nói qua, này lúc chư thiên vạn giới nhận, biến thiên, ảnh hưởng, trường sinh giả cùng cửu phẩm kiếp tiên đều muốn tị thế, miễn cho cuốn vào dung chuyển. Nói không chừng hắn có liên lạc tống đầu gỗ, tại cướp kim sắc không gian bên trong tị thế. Đại Hải Quy, nhưng là, ta luôn cảm giác cái kia xích kim sắc thế giới cũng không phải là tị thế chi địa. Mà lại, ta chủ ngay lúc đó trạng thái cũng có chút cổ quái. Vậy ngươi có thể liên hệ với Đại Đế sao? Trực tiếp hỏi hỏi hắn bản nhân nhìn xem. Tống Thư Hàng đạo. Tiên thế giới của ngươi, đến, Đông Chi Điện, bên trong đi, nơi đó có biện pháp có thể liên hệ với ta chủ. Bất quá, có thể hay không liên hệ với phải xem vận khí. Đại Hải Quy đạo. Tống Thư Hàng tâm niệm vừa động, hai người chuyển rời đến Đông Chi Điện bên trong. Hạch tâm thế giới. Không biết có phải hay không ảo giác, ta cảm giác ngửi được một cỗ mùi vị khác thường. Đại Hải Quy đạo. Tống Thư Hàng hít hà, không có a. Khả năng này là ta đa tâm. Đại Hải Quy đạo. Một người một rùa tăng thêm nổi trôi công đức phì kình tiến vào Đông Chi Điện. Đại Hải Quy trực tiếp tiến vào trong chủ điện. Trong chủ điện có một trương lạnh tinh tạo thành vương tọa, tản ra lạnh lẽo thấu xương. Đây là viễn cổ thiên đình thời đại, Bắc Phương Đại Đế xử lý chuyện quan trọng địa phương. Đại Hải Quy leo đến lạnh tinh trên vương tọa, tại vương tọa lan can chỗ ấn mấy lần, cũng rót vào nó yêu lực. Hy vọng ta chủ tị thế chỗ sẽ không giấu quá sâu đi. Đại Hải Quy một bên thua lấy yêu lực vừa nói. Vừa dứt lời, tại vương tọa ngay phía trước đột nhiên xuất hiện một khối màn hình lớn hình chiếu. Bắc Phương Đại Đế lãnh khốc xuất khí bộ dáng xuất hiện tại hình chiếu bên trong. Vọng Thiên, ta chủ, rốt cục liên hệ với ngươi. Đại Hải Quy kích động nói. Bắc Phương Đại Đế, tìm cô có việc. Đại Đế, ngươi mới vừa rồi là không phải chạy thú giới tới. Đại Hải Quy hỏi. Bắc Phương Đại Đế trong mắt tràn đầy nghi hoặc thú giới. Cô khi nào chạy đi đâu? Cô một mực đang cái này, chờ lấy Biệt Tuyết Tiên Cơ ăn cơm. Tống Thư Hàng khóe miệng giật một cái, Đại Đế ngài không phải tại tị thế sao? Tị thế chẳng lẽ cũng không cần ăn cơm đi? Cô vài ngày trước về bản thân trước kia chuẩn bị, tị thế động phủ, phát hiện có một đầu xuẩn rắn chiếm cứ cô tị thế động phủ. Cô khuyên nó rời đi, hắn không những không nghe, còn muốn chính diện đối. Sau đó, cô liền đem hắn đè xuống đất đánh một trận thật đau, cũng đem hắn cái đuôi bổ xuống. Về sau, cô mời Biệt Tuyết Tiên Cơ hỗ trợ đem đuôi rắn làm thành mỹ vị. Tiên Cơ bây giờ còn đang trong phòng bếp vội vàng. Bắc Phương Đại Đế chậm rãi nói. Tống Thư Hàng, Đại Đế ngài tị thế còn chạy đến, thật sự không có vấn đề sao? Cô không có chạy đến a, cô là mời Biệt Tuyết Tiên Cơ tới cửa đến giúp đỡ. Bắc Phương Đại Đế đạo. Tống Thư Hàng. Biệt Tuyết Tiên Cơ còn có tới cửa xử lý phục vụ. Chịu để Biệt Tuyết Tiên Cơ đang chuẩn bị, thực tiên yến, thời điểm then chốt, còn chạy đến xử lý đuôi rắn. Đại Đế trong miệng, xuẩn rắn, sẽ không lại là bát, cửu phẩm a. Đại Hải Quy, Vọng Thiên, đừng cho ta lạc đề a. Chỉ cần không ăn rùa, ăn cái gì cũng không có vấn đề gì. Ta chủ, ta bây giờ đang ở thú giới. Trước đó tống đầu gỗ mượn một bộ kim sắc cao 3 mét thân thể chạy đến, sau đó hắn mở ra một cái xích kim sắc không gian, ta phát hiện bên trong lại có 7 vị trường sinh giả. Vọng Thiên, Bắc Phương Đại Đế nói, bên trong là không phải còn có cái cô. Đúng đúng đúng, Đại Hải Quy liều mạng gật đầu. Bắc Phương Đại Đế khóe miệng thở dài. Tống Thư Hàng nhãn tình sáng lên, chẳng lẽ, tống đầu gỗ trong tay có một tôn, Bắc Phương Đại Đế. Cái này liên quan con thỏ chuyện gì? Bắc Phương Đại Đế một mặt mộng bức. Khục, ta nói là, tống đầu gỗ trong tay vậy có phải hay không Đại Đế ngươi một bộ hóa thân loại hình? Tống Thư Hàng hỏi.
cũng không phải là như thế. Bắc Phương Đại Đế lắc đầu, cười khổ nói, việc này, một lời khó nói hết. Chương 1250, giải mã thiên ngực giấu thì bụng giấu mực. Một lời khó nói hết thường thường đại biểu cho, cách, rất dài một đoạn cố sự. Tống Thư Hàng lập tức làm ra rửa tai lắng nghe tư thế, chuẩn bị nghe Bắc Phương Đại Đế nói một chút viễn cổ thời đại cố sự. Trên thực tế, hắn đối viễn cổ thời đại bát quái rất có yêu. Cho nên, cô hay dùng 2-3 câu nói khái quát một cái đi. Bắc Phương Đại Đế đạo. Tống Thư Hàng, Đại Đế ngài đây là không theo sáo lộ ra bài A. Tổng kết tới nói, năm đó, viễn cổ thiên đình, thiên đế đạo hữu vấn đề, cô đành phải mượn chết thoát cục. Về sau, mãi cho đến Tống Thư Hàng tiểu hữu kích hoạt lên cô phục sinh chi trận, cô mới có thể phục sinh trọng sinh. Mà tại cô phục sinh sau thời kỳ, Tổng là ẩn ẩn cảm giác được bản thân có đồ vật gì bị lưu tại thiên đình bên trong. Bắc Phương Đại Đế giải thích nói. Thật sự chỉ dùng 2-3 câu liền khái quát xong. Bắc Phương Đại Đế bị lưu tại thiên đình, bên trong đồ vật, rất có thể chính là tống đầu gỗ xích kim thế giới bên trong tôn này, Bắc Phương Đại Đế. Như thế nói đến, xích kim thế giới bên trong cái kia Bắc Phương Đại Đế mới là Bắc Phương Oan. Sau đó, Đại Đế ngài mới là Bắc Phương Đại Đế. Tống Thư Hàng xác định đạo. Bắc Phương Đại Đế, cái gì? Đại Hải Quy, cái kia Đại Đế, ngài cùng hắn, đến cùng cái nào ngươi mới thật sự là bản tôn? Nói nhảm, đương nhiên cô mới là bản thể. Trong màn hình Bắc Phương Đại Đế dứt lời, bưng lên một đầu chén nhỏ, mỹ mỹ múc một thanh, ăn có thể hương. Tống Thư Hàng liếc một cái, hiếu kỳ nói, đây là đậu hủ não. Ồ, các ngươi quản cái này gọi là đậu hủ não, ta đều quản nó gọi, Bắc Phương Đại Đế đạo. Đại Hải Quy hiếu kỳ hỏi, cái kia Đại Đế ngươi cảm giác hắn ngọt ăn ngon, vẫn là mặn ăn ngon. Ngọt cùng mặn, cô đều có thể tiếp nhận, bất quá, cô thích nhất loại này chua cay vị, có thể hương. Bắc Phương Đại Đế một mặt thỏa mãn. Tống Thư Hàng, Vọng Thiên, vẫn còn có chua cay đảng. Dị đoan, Đại Hải Quy đạo. Bắc Phương Đại Đế, có ý tứ gì? Ta nói là ra Tống Tiểu Hữu tiếng lòng, với hắn mà nói. Đậu hủ não ngoại trừ ngọt đảng đều là dị đoan. Đại Hải Quy bình tĩnh nói. Gần nhất Đại Hải Quy tại nghiên cứu sâu tâm lý học, ưa thích suy nghĩ tâm ý của người khác. Bắc Phương Đại Đế. Sau một lúc lâu, cô cảm giác quy não cùng Tống Tiểu Hữu não, thêm đường sẽ rất mỹ vị. Đại Đế đạo. Tống Thư Hàng. Đại Hải Quy, su độ đê độ mặt nháy mắt su. Đại Đế chúng ta sai rồi. Bắc Phương Đại Đế lại mỹ mỹ múc một thanh chua cay đậu hủ não. Nói, ngươi cùng Tống Tiểu Hữu chạy thế nào thú giới đi. Tống Thư Hàng thở dài, một lời khó nói hết đây này. Bắc Phương Đại Đế trong tay thìa chỉ Tống Thư Hàng, nói, vậy liền tổng kết một chút, dùng 2-3 câu nói xong. Tống Thư Hàng, Đại Hải Quy, tổng kết tới nói, chính là vị kia Sở Các Chủ, Bích Thủy Các, bị người ta nhòm ngó, bị thú giới kiếp tiên toàn bộ kéo đến thú giới đi. Sau đó ta cùng Tống Tiểu Hữu lại bắt đầu thú giới mạo hiểm hoạt động. Thú giới kiếp tiên lôi đi Bích Thủy Các, động tĩnh lớn như vậy, bọn hắn không muốn sống. Bắc Phương Đại Đế nhíu mày. Thiên đạo đại biến sắp đến, còn muốn làm cái lớn tin tức, không sợ bị để mắt tới. Tống Thư Hàng nói bổ sung, mặt khác, thú giới kiếp tiên còn nói, Bích Thủy Các là nguyên sơ thiên đình. Nguyên sơ thiên đình, thì ra là thế. Bắc Phương Đại Đế buông xuống thìa, cùng cô nói một chút cụ thể chuyện gì xảy ra đi, những thú giới kia kiếp tiên hiện tại như thế nào. Nguyên sơ thiên đình có khỏe không? Tống đầu gỗ lại là cái gì thời điểm đi ra? Thú giới kiếp tiên toàn bộ bị tống đầu gỗ bắt đi, chính là hắn thả ra cái kia xích kim sắc thế giới, đem thú giới kiếp tiên đều khốn đi. Bích Thủy Các, hiện tại đã triệt để băng rơi mất. Đại Hải Quy đạo. Tống Thư Hàng, Bích Thủy Các sự tình tương đối phức tạp, Sở Các Chủ bước vào một đầu quỷ dị, đạo chủ động sập Bích Thủy Các. Sau đó nàng, đạo, lại ngưng tụ ra một vị mới Sở Các Chủ. Quả là thế, cô không sai biệt lắm có thể phỏng đoán cái đại khái đi ra. Bắc Phương Đại Đế nói, Bích Thủy Các vị kia Sở Các Chủ, mặc dù cô chưa có tiếp xúc qua, bất quá liên quan, nguyên sơ thiên đình, tin tức, cô trước kia giải qua một số. Vị kia Sở Các Chủ đạo, phải cùng, viễn cổ thiên đình, thiên đế đạo rất tương tự. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, đúng là như thế, tống đầu gỗ cũng từng giấu giếm nhắc lên từng tới điểm này. Bắc Phương Đại Đế nói, cô xách một giả thiết đi. Xuất hiện cái thứ hai Sở Các Chủ nguyên nhân, có lẽ cùng cô có một bộ phận đồ vật bị lưu tại viễn cổ thiên đình là cùng cái nguyên lý. Sở Các Chủ, đạo, biến dị qua,
nhưng trên tổng thể có lẽ vẫn là thiên đế con đường. Bất kể là thiên đế đạo vẫn là sở các chủ đạo, bản thân thứ hai là một cái mấu chốt. Đáng tiếc, bản thân thứ hai muốn thế nào đi ra, liền cô cũng không rõ ràng. Đại Hải Quy, nhưng là ta chủ, người không phải đã xuất hiện bản thân thứ hai sao? Bắc Phương Đại Đế, cô trung quy là mượn, phục sinh chi pháp, đến trọng sinh, trước đó càng là đã chết qua một lần. Mà lại, vì chuẩn bị lúc trước phục sinh chi pháp, cô cùng mấy vị hảo hữu đã hao hết tâm tư. Trong đó có một ít nguyên lý dính đến hảo hữu con đường trường sinh, không tốt nói tỉ mỉ. Cho nên, cô không thể nào hiểu được thiên đế chi đạo, bên trong phân ra bản thân thứ hai là thế nào cái quá trình. Mà lại, cô có thể khẳng định bản thân phân ra cái kia, bản thân, cùng sở các chủ phân ra hoàn toàn khác biệt. Bản thân thứ hai là mấu chốt, lúc trước viễn cổ thiên đình thiên đế cũng có hai tôn sao. Tống Thư Hàng trong lòng hơi động, nhớ tới, đồng quái tiên sư, nói qua sự, tiên sư nói mình tại thần bí đảo bên trên, thấy được cũ mới hai tòa thiên đế chi mộ. Bắc Phương Đại Đế trước nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, cô không thể xác định, chỉ là trong lúc mơ hồ có như thế một loại cảm giác. Tống Thư Hàng xoa cằm, lâm vào trầm tư. Hắn nhớ tới tay mình xuyên pháp khí bên trong tôn này, khôi lỗi muội tử. Bắc Phương Đại Đế đã từng xác nhận qua, cái này khôi lỗi muội tử chính là hắn vị kia hậu bối, phát minh ôm đầu ngồi xổm phòng độ kiếp chi pháp thiên đình thiên tài. Lúc đó, Tống Thư Hàng để khôi lỗi muội tử cùng Bắc Phương Đại Đế nhận nhau. Nhưng khi đó, khôi lỗi muội tử lại một mực chắc chắn Bắc Phương Đại Đế là hàng giả, là giả mạo. Trong trí nhớ, khi đó đại đế trên mặt đắng chát biểu lộ, rõ mồn một trước mắt. Bắc Phương Đại Đế trùng sinh chi pháp, hẳn là có ẩn tình, không phải phổ thông trùng sinh chi pháp. Ngẫm lại cũng đúng, phổ thông trùng sinh chi pháp, nhưng không cách nào để Bắc Phương Đại Đế từ viễn cổ thiên đình cục này bên trong thoát thân. Trừ cái đó ra, Tống Thư Hàng liền nghĩ tới, Đông Chi Điện, cấm địa cửa vào, cái kia khóa cửa hoàng kim mâm tròn. Lúc trước tiến vào cấm địa bí mật, bị Lý Thiên Tố đạo trưởng lưu tại sở gia bộ kia, thần bí kiếm thuật bức tranh, bên trong. Tống Thư Hàng từ trong bức họa, đạt được tiến vào cấm địa mở cửa chi pháp. Khi nhìn đến mở cửa chi pháp đồng thời, Tống Thư Hàng còn từ trên bức họa thấy qua một cái đầu mọc ra hai sừng, trên người che kín huyền ảo phù văn, như là từ man hoang đi ra cổ ma nam nhân đồ án. Lúc đó hắn một mực không để ý việc này, chỉ là đơn thuần coi là bức đồ án kia cùng mở cửa chi pháp có quan hệ. Hiện tại, trong đầu hắn lại không tự chủ được nhớ tới việc này. Đại đế, sẽ không thật là, Bắc Phương Đại Đế, a. Cái này tổng kết tính ý nghĩ, xuất hiện tại Tống Thư Hàng não hải, thật lâu không tiêu tan. Bất quá, vô luận đại đế là oan vẫn là cũng không đáng kể. Dù sao hắn nhận biết Bắc Phương Đại Đế chính là trước mắt cái này một vị, hắn cũng chỉ nhận cái này một vị. Là oan vẫn là, đối với hắn mà nói cũng không có khác nhau. Đúng rồi. Đã các ngươi tiếp xúc đến Tống đầu gỗ, như vậy Tống tiểu hữu ngươi tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công bản đầy đủ tới tay sao? Bắc Phương Đại Đế lại hỏi. Hắn nhớ kỹ Tống Thư Hàng muốn luyện chế tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, mà cái này cần bản đầy đủ công pháp ủng hộ. Nói lên việc này, ta kém chút liền quên cái này. Tống Thư Hàng lại đem cái kia quyển trục bằng da thú móc ra. Trên quyển trục kịch độc đã bị sở các chủ xua tan sạch sẽ. Tống Thư Hàng đem quyển trục mở ra. Nói quyển trục này, rất có thể chính là Tống đầu gỗ lưu lại giải mã thiên, nhưng là phía trên viễn cổ văn ta không biết. Bắc Phương Đại Đế, thì ra là thế, để cô nhìn xem, thừa dịp ăn cơm trước có chút thời gian, cô cho ngươi phiên dịch một chút. Bất quá Tống tiểu hữu, viễn cổ văn tự rất trọng yếu, ngươi nếu có không mau chóng đem hắn nắm giữ đi. Tạ ơn tiền bối, ta hiểu được, lần này trở về, ta liền muốn khổ công viễn cổ văn, cùng hắn liều mạng. Tranh thủ tại qua năm trước. Giảng một thanh lưu loát viễn cổ văn, chỉ ít thường ngày giao lưu đọc viết không ngại. Tống Thư Hàng nắm tay đạo. Lấy tu sĩ trí nhớ, lại thêm ngộ đạo thạch loại hình phụ trợ, cái mục tiêu này có thể đạt thành. Dứt lời, Tống Thư Hàng đem quyển trục bằng da thú mở ra. Bắc Phương Đại Đế xuyên thấu qua màn hình, mắt liếc Tống Thư Hàng trong tay quyển trục cùng trên đó nội dung, đồ vật loạn thất bát tao, quả nhiên là Tống đầu gỗ tên kia phong cách. Là giải mã mật văn sao? Tống Thư Hàng hỏi. Đại Hải Quy, nhìn qua hẳn là. Bắc Phương Đại Đế đưa tay đồng dạng móc ra một chương quyển trục bằng da thú, sau đó lấy ra bút nhanh chóng ở phía trên viết. Đại Đế viết là hiện đại giản thể văn tự. Viết xong phía sau hắn đối Đại Hải Quy nói, chuẩn bị kỹ càng tiếp thu một chút. Vọng Thiên ta chủ,
người bây giờ dùng không gian pháp thuật không có vấn đề sao? Đại Hải Quy có chút lo lắng nói, dù sao chủ nhân hắn tại tị thế trong trạng thái. Bắc Phương Đại Đế, trong tay của ta có ít kiện không gian pháp khí, truyền tống một số tiểu văn kiện rất nhẹ nhàng, không ảnh hưởng. Một lát sau, Đại Hải Quy trước mặt có không gian lực lượng chợt lóe lên. Bắc Phương Đại Đế tự tay viết quyển trục, đã xuất hiện tại rùa biển chân trước. Đại Hải Quy đem quyển trục đưa cho Tống Thư Hàng. Tạ ơn Bắc Phương tiền bối. Tống Thư Hàng nói cảm tạ. May mắn hắn nhận biết tiền bối bên trong có không ít hiểu viễn cổ văn, bằng không hắn cầm giải mã mật văn cũng vô pháp giải đọc, không phải tức điên không thể. Hắn lật ra Đại Đế phiên dịch bản quyển trục. Đây là một phần đồ ngốc thức mật văn phân tích, chỉ cần ngươi nhìn hiểu viễn cổ văn, liền có thể sử dụng nó. Quả nhiên là tống đầu gỗ phong cách nội dung. Giải mã trình tự 1, ngực dấu thi, bụng dấu mực. Xin đem dấu ở, toàn thế giới yêu quái liên hợp lại trở thành người một nhà, bí tịch nguyên bản xé nát, ăn hết. Sau đó lại đi mua một bình mực nước ghi chú, phổ thông mực nước liền có thể toàn bộ uống xong. Kể từ đó, ngực dấu bí tịch trăm quyển, ngực có mực nước một bình, mở ra giải mã hình thức. Giải mã trình tự 2, hoàn thành trình tự 1 phía sau bắt đầu tu luyện, yêu quái liên minh, bí tịch bên trên kỹ năng, lặp đi lặp lại tu luyện 4 lượt. Giải mã trình tự 3, thuận lợi làm xong trở lên trình tự phía sau mời nhảy nhìn trình tự 9. Giải mã trình tự 9, 1, 2, 3 cái trình tự kỳ thật đều là ta vô ích. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 92.